Ông Tổng thống Obama và bà Michelle Obama, hai vợ chồng ấy đi ăn ở một cái quán ăn. Thế thì bà Obama mới phát hiện ra là cái ông chủ quán ăn đấy là người yêu cũ. Thì ông Tổng thống Obama ông ấy trêu và nếu ngày xưa mà em mà lấy anh này thì bây giờ em đã thành phu nhân của đầu bếp của chủ quán ăn. Thế thì bà Michelle Obama bà mới nói lại, bà bảo là nếu mà ngày xưa mà em lấy ông đầu bếp này ấy, thì ông ấy bây giờ ông đã là tổng thống rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một cái chủ đề về xây dựng mối quan hệ hoàn hảo. Và đây là một chủ đề Huy thấy rằng vô cùng quan trọng và cần thiết. Và một cái chủ đề mà Huy vô cùng thích. Huy vô cùng thích tại sao ạ? Bởi vì Huy cũng giống như anh chị em. Huy không thành công trong công việc kinh doanh. Sau đó thì mình đi học và mình phát hiện ra rằng là gì ạ? Là trong mối quan hệ với gia đình của mình nó cũng không được gì ạ? Không được như ý, không được trọn vẹn, không được hạnh phúc. Rồi trong cái công việc tu thân của mình cũng không được trọn vẹn, không được đạt được cái điều thực sự giống như mình muốn. Và từ đó thì bắt đầu Huy đã thay đổi, Huy đã biết hướng để thay đổi. Bắt đầu mình rèn luyện ý chí, rèn luyện cái con người của mình để trở thành một cái con người vững vàng hơn, cứng cáp hơn, bền bỉ hơn, kiên trì hơn, lì lợm hơn. Đấy, và từ đó thì bắt đầu mình có sự thay đổi và có sự phát triển. Đấy, thì tuy nhiên trong cái việc xây dựng mối quan hệ nó là cái việc vô cùng khó bởi vì nó không chỉ phụ thuộc vào một mình bản thân mình mà nó còn phụ thuộc với những người khác nữa. Thế thì tại sao chúng ta vẫn còn đang phải chấp nhận những cái mối quan hệ mà chúng ta đang không mong muốn? Tiếp theo nữa là chúng ta tập trung vào cái việc xây dựng các mối quan hệ thì chúng ta phải biết được là trong các cái mối quan hệ chúng ta đang gặp vấn đề gì và chúng ta đang ở đâu trong các cái mối quan hệ đó, ở trong các cấp bậc mối quan hệ đó. Thế thì trong các cái mối quan hệ thì nó có các cái cấp độ của các mối quan hệ khác nhau. Trong trong các cái mối quan hệ là chúng ta sẽ có các cấp độ mối quan hệ khác nhau. Thì anh chị em thử chấm điểm xem mình đang thuộc ở trong mối quan hệ nào nhé. Đầu tiên, cấp độ số 1 đó là khi mà trong các mối quan hệ mà anh chị em đang nói ở đây là mối quan hệ về hôn nhân gia đình nhé. Mình đang nói về vợ và chồng mình. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta đang hoặc là đã từng có vợ hoặc có chồng thì comment số 1. Còn ai mà chưa từng kết hôn thì comment số 2. Người nào mà chưa từng kết hôn thì comment số 2. Chưa từng yêu một người nào đó thì comment số 2. Còn đã từng yêu với ai đó rồi thì cũng comment số 1. Tức là đã có một mối quan hệ gọi là tình cảm. Rồi, chỉ có hai bạn trẻ là Bùi Thảo và Trần Hương thôi. Là chưa có từng có một mối quan hệ nào. Rồi. Thì hai bạn này thì về cơ bản là cũng ngồi nghe vậy thôi chứ còn hiểu chắc chỉ hiểu được 5-10% thôi, nhưng mà không sao. Chúc mừng các bạn vì các bạn đã hiểu điều này sớm hơn những người khác. Bởi vì là ngay cả bản thân Huy thế thôi. Thì trước đây ấy, khi mà mình lấy vợ ấy, thì mình cũng không có những cái nhận thức, mình không biết đâu là cái người phù hợp với mình. Cho nên là mình chọn thì nó gọi là chọn theo cảm tính thôi, mình thích thích rồi mình thực tế là mình cũng không có nhiều lựa chọn anh chị em. Mình không có nhiều lựa chọn cho nên là thôi mình chọn đại. Giống như cái việc mà mình chọn trường đại học cũng thế. Cái với cái thời điểm đó khi mà mình 18 tuổi với những cái thông tin mà mình nhận được, bố mình thì làm kỹ thuật, bố mình thì đại học mỏ địa chất nhưng mà rất là ngưỡng mộ Bách Khoa. Sau đó thì mọi người đều nói rằng Bách Khoa rất là hay. Mình ra tận Hà Nội mình tham quan, mình đến trường Bách Khoa mình thấy wow, nó rộng vô cùng. Thế thì mình thi Bách Khoa thôi và mình lựa chọn con đường đấy thôi. Đấy. Thì mình cũng chẳng biết sau này ra trường mình làm cái gì. Đấy, nhưng mà mãi sau này mình ra trường mình thấy đi làm vất vả quá. Mình lại không thích vất vả. Vì là mình lại rất là hay bị ra mồ hôi mà làm việc mà cứ ra mồ hôi cái là cảm thấy rất là mệt.
Đấy, thì sau này mình mới phát hiện ra được là mình có một cái thế mạnh, đó là mình là cái người tư duy chứ không phải là cái người hành động. Tức là trong cuộc sống ấy, người ta chia làm hai loại người, một người nghĩ và một người làm. Người nghĩ thì làm kém hơn, người làm thì làm nghĩ ít hơn. Đấy, có những người nghĩ cả ngày mà không làm, có những người làm cả ngày mà chẳng nghĩ. Thì có hai loại người như vậy. Thế thì giống như là Khổng Minh với cả Trương Phi với cả Quan Vân Trường ấy, thì có một người là chiến tướng là gì ạ? Là quan quan văn, một người là quan võ, đúng không ạ? Ấy, thằng quan võ mà cho ra chiến trường đánh nhau thì thua, thằng quan quan võ mà cho về để mà bàn chiến lược thì cũng thua. Đấy, cho nên là chúng ta biết mình là ai thì mình sẽ lựa chọn nó đúng con đường. Nhưng mà ngày xưa thì mình không có cái suy nghĩ, cũng không có nhận thức, cũng chẳng được học tập những cái điều này, cho nên là mình lựa chọn sai. Và chính cái điều lựa chọn sai đó làm cho cuộc đời của mình nó gì ạ? Nó đi xuống, rồi nó đau khổ, rồi nó vất vả. À, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái bài học, đúng không ạ? Tuy nhiên không phải ai cũng nhận được bài học cho mình nếu như mà mình không có cái thời gian để học tập. Ví dụ như là chị Xuân nhìn xung quanh mình, những cái rất nhiều những người bằng tuổi mình, họ cũng không có những kiến thức và không được học giống như mình, và dẫn đến là cuộc đời họ thì vẫn đau khổ, họ vẫn chìm ngập trong hận thù rồi tiêu cực rồi than phiền rồi kể lể, đúng không ạ? Và có lẽ ngày xưa mình cũng như vậy, đúng không chị Xuân? Nhưng mà bây giờ mình đã bắt đầu thay đổi rồi, mình bắt đầu sống cuộc sống khác hơn rồi, và ít nhất là mình cũng sẽ vui hơn rồi. Và thực tế có rất nhiều những người giàu và họ thành công, họ hạnh phúc từ khi còn rất trẻ. Không có nghĩa là họ cứ phải đau khổ thì họ mới nhận ra đâu là hạnh phúc, không nhất thiết. Nếu như họ là người có trí tuệ, họ sinh ra sống trong một cái gia đình có trí tuệ, có được gia giáo nhận thức, được học tập một cách nghiêm túc. Đấy, thì họ có thể hạnh phúc cả cuộc đời. Không nhất thiết phải đến cuối đời thì họ mới hạnh phúc. Đúng không ạ? Cho nên nếu mà chúng ta biết điều này càng sớm thì càng tốt. Cho nên chúc mừng hai cái bạn trẻ như vậy. Thì chúng ta có các cái cấp bậc trong cái việc xây dựng mối quan hệ như sau. Cấp bậc số 1 đó là hai, là chúng ta có một mình thôi và chúng ta không mong muốn tìm một nửa còn lại. Giống như vừa rồi Huy có nói với anh chị em là chúng ta có hai loại người, một người nghĩ, một người làm. Cho nên là luôn luôn ấy là chúng ta thuộc một trong hai nửa đó. Tất nhiên có những người sau này khi mà mình trưởng thành lên ấy thì mình cố gắng để mình trở nên hòa đồng và hoàn hảo, tức là mình có thể nghĩ ở cả hai phía, mình có thể vừa nghĩ vừa làm. Đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên thì bao giờ cũng vậy, chúng ta cũng có hai mặt trong cuộc sống, là âm là dương, là đen là trắng, là tối là ngày, là trên là dưới, là đực là cái, là đàn ông là đàn bà. Cho nên kiểu gì chăng nữa thì muốn cuộc sống tiếp tục phát triển thì chúng ta phải ghép đôi. Trong một cái nguyên tử, trong một cái phân tử thì có các nguyên tử. Trong các nguyên tử thì có ion âm và ion dương, và hai cái ion âm và ion dương này nó tạo ra cuộc sống. Và điều gì sẽ diễn ra nếu như mà cái nguyên tử mà thiếu đi một trong hai cái yếu tố, tức là thiếu đi dương hoặc thiếu đi âm, thì nguyên tử đó sẽ làm sao ạ? Nguyên tử đó sẽ bị phá hủy và nó không còn được tồn tại nữa, và nó không còn phát huy được cái công dụng, được tác dụng của cái nguyên tử đó nữa. Có đúng không ạ? Vì vậy, việc mà chúng ta ghép đôi với nhau là việc hết sức cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, sẽ có một số người có những cái yếu tố như sau. Thứ nhất, đó là họ đang cô đơn một mình, tức là không ở trong một mối quan hệ nào cả. Và họ không mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ khác. Họ không không mong muốn, ví dụ như là có một số người đã ly thân ly dị và họ không mong muốn tìm một cái người nửa còn lại nữa, họ không mong muốn tìm cái người người tiếp theo nữa. Đấy, họ có thể là căm thù một cái nửa còn lại. Ví dụ có rất nhiều chị em phụ nữ khi mà ly dị chồng xong ấy thì là căm thù đàn ông. Đấy, bởi vì họ gặp một cái người chồng mà không tốt, là vũ phu, là ngoại tình, là có những cái câu nói gây tổn thương cho họ, cho nên họ căm thù đàn ông, tức là
sau khi mà họ lấy chồng xong là họ sợ đàn ông luôn, họ nghĩ rằng tất cả đàn ông đều xấu giống như nhau, cho nên họ tốt nhất là ở mình, chẳng ở với ai cả. Đấy, và họ nghĩ rằng điều đấy là đúng đắn. Đấy, họ hoặc là chỉ đơn giản là mình không ghét tất cả đàn ông, chỉ đơn giản là mình không sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới. Đấy, thì đây là cái người ở cấp độ số 1. Thì cho Huy xin hỏi trong phòng Zoom ngày hôm nay anh chị em chúng ta có ai ở cấp độ nào ấy, thì chúng ta nghe thấy giống giống mình thì chúng ta comment vào cái con số mà ở cấp độ đó nhé. Dấu cộng là sao hả Phạm Thanh Minh? Đấy. Tức là đôi khi chúng ta chia tay một mối tình hoặc chia tay cái người vợ, người chồng cũ của chúng ta, sau đó là chúng ta chưa sẵn sàng để đón nhận một cái mối tình mới, một cái người khác giới mới, thì đấy là một trong những cái dấu hiệu để chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở cái cấp độ số 1. Được chưa ạ? Úi giời, anh Trịnh Cường cấp độ số 1. Không, anh Trịnh Cường không phải cấp độ số 1. Anh Trịnh Cường thì không không phải là tình trạng là cấp độ số 1. Rồi, chút nữa anh sẽ cấp độ số 2. Cấp độ số 2 đấy là cấp độ cũng ở một mình, cô đơn, nhưng không hề ghét cái nửa còn lại, không hề ghét đàn ông hay là không hề ghét phụ nữ. Đấy, mà rất mong muốn, khao khát, rất là thích mở lòng ra, luôn luôn sẵn sàng để đón nhận những mối quan hệ mới. Đấy, anh Cường có lẽ ở ở giai đoạn này, ở trạng thái này. Đó. Tức là mình đang cô đơn một mình, tức là mình không không có vợ, không có chồng, cũng không có người yêu, nhưng mà mình khát khao, mình mong muốn có cái điều đó, tức là mình mong muốn có người yêu, mình mong muốn có vợ, mong muốn có chồng, thì mình ở trạng thái số 2. Mình không ghét tất cả những người đàn ông và mình cũng không nói rằng là tôi không sẵn sàng trong một mối quan hệ mới, hoặc là tôi thấy không cần thiết, hoặc tôi thấy thế này thế kia, nói những cái câu mà cảm thấy gọi là lý do để bao biện, thì mình không không có lý do đấy nữa. Mình nói rằng tôi muốn có một mối quan hệ, tôi muốn có một người bầu bạn, tôi muốn có vợ, tôi muốn có chồng. Thì đây là ở trạng thái số 2. Trạng thái số 3 đó là chúng ta đang có một mối quan hệ, chúng ta đang có một mối quan hệ với người yêu hoặc là với vợ, với chồng của mình. Tuy nhiên, một trong hai người thì muốn rời bỏ ra đi. À, cả hai người đều muốn rời bỏ ra đi. Tức là ở trong một mối quan hệ nhưng hai người không có tiếng nói chung. Sống với nhau cảm thấy rất là áp lực, đau khổ. Nói chuyện với nhau là muốn cãi nhau, muốn chửi nhau rồi. Không muốn chạm vào người nhau, cảm thấy không có cảm hứng để chạm vào người nhau. Và sống với nhau giống như những cái người bạn vì có những cái mục tiêu chung, ví dụ như là con cái, ví dụ như là gia đình hai bên, ví dụ như là sợ bố mẹ buồn, rồi sợ ông bà lo lắng, sợ họ hàng gièm pha cười chê, sợ những cái luật lệ của làng của xã. Thì đấy là ở giai đoạn số 3, tức là đang trong một mối quan hệ nhưng mà muốn rời bỏ mối quan hệ đó. Cả hai người nhé, cả hai người đều đều muốn rời bỏ mối quan hệ đó, chỉ có điều là điều kiện nó chưa đủ để mà rời bỏ thôi. Chứ còn sống với nhau nhưng không hạnh phúc, không vui vẻ, gặp nhau là muốn cãi nhau, gặp nhau là muốn muốn ngoái nhau, chửi nhau, nói chuyện nhau là dăm ba câu là đã khó chịu rồi. Ra ngoài nói chuyện với mọi người bên ngoài thì vui vẻ, nhiệt tình, thoải mái, nhưng về nhà nói chuyện với vợ với chồng mình cảm thấy cau có, khó chịu, rồi không vui, không thích. Thì đây là trạng thái số 3. Và đây là cái trạng thái phổ biến rất nhiều người, rất nhiều cặp vợ chồng gặp. Trên 50% các cặp vợ chồng gặp cái tình trạng này. Tức là cứ hai cặp vợ chồng thì sẽ có một cặp vợ chồng gặp tình trạng này. Comment số 3 nếu anh chị em có gặp trường hợp này.
Cô Nguyễn Loan số 1 cô cũng chọn, số 3 cũng chọn là sao? Chẳng hiểu nổi. Trường hợp này đáng ra rất phổ biến và nó phải là số đông mới đúng. Rồi. Trường hợp số 4. Ông Phạm Thanh Minh số 1 cũng comment, số 3 cũng comment là sao? Trời ơi. À đâu, số 1 không comment là số cộng. Muốn ở một mình thì thế mình phải xem, mình phải nghe hết xong rồi mình comment. Rồi. Cái trạng thái số 4. Trạng thái số 4 đó là hai người vẫn đang chung sống ở với nhau. Tuy nhiên, một người muốn ra đi, một người muốn rời bỏ, còn một người không muốn rời bỏ. Một người thì muốn chia tay, một người thì rất khó chịu, cau có, bực bội người kia. Trong khi người còn lại thì vẫn còn yêu, vẫn còn tình cảm, vẫn muốn hàn gắn, vẫn muốn xây dựng mối quan hệ, vẫn muốn là gì ạ, là quay trở lại như ngày xưa và cố gắng nỗ lực. Đấy, vẫn còn tiếp tục cố gắng nỗ lực. Thì đây là cấp độ số 4. Cấp độ số 4 tức là một trong hai người muốn rời bỏ, ra đi, không muốn tiếp tục, còn một người thì vẫn muốn tiếp tục. Đúng không ạ? Đây là giai đoạn số 4. Giai đoạn này nó là giai đoạn tiền đề của giai đoạn số 3. Đấy, cấp độ này là cấp độ tiền đề cấp độ số 3. Tức là gì ạ? Là hai người, một trong hai người vẫn cố gắng, tuy nhiên đến lúc mà họ không cố được nữa thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chuyển xuống giai đoạn số 3. Đúng không ạ? Rồi. Giai đoạn cao hơn nữa. Giai đoạn cao hơn nữa là giai đoạn số 5. Là cái trạng thái số 5. Trạng thái số 5 đó là hai người vẫn ở với nhau, không khó khăn, không khó chịu, không cãi nhau. Hai vợ chồng không có cãi vã nhau, không có gây gổ, cũng chẳng có mệt mỏi, đau khổ, buồn phiền gì. Tuy nhiên thì cái trạng thái cảm xúc nó giống như hai người bạn. Hai người rất là hiểu nhau, khá là gọi là tâm đầu ý hợp, khá là hiểu nhau, nhưng mà không còn cảm xúc với nhau nữa, sống với nhau giống như hai người bạn, có thể là có đụng chạm quan hệ xác thịt nhưng mà nó dạng như là gọi là kiểu trách nhiệm nhiều hơn là đam mê, đúng không ạ? Đấy, và sống với nhau vì những cái mục tiêu chung. À, ví dụ như là vì con cái, vì kinh tế gia đình, vì họ hàng hai bên, vì danh tiếng, vì công việc, chứ không phải vì tình yêu. Khi đó hai người vẫn sống với nhau, không ai muốn chia tay hết, nhưng mà đồng sàng dị mộng, mỗi người một hướng đi, mỗi người một công việc, mỗi người một một gọi là giấc mơ, hai người hai giấc mơ nó khác nhau, và mỗi tội là vẫn chia sẻ với nhau, vẫn hiểu nhau, vẫn ở bên cạnh nhau, không cãi nhau, nhưng không còn chung cái chí hướng nữa. Đó. Và thường ấy, những người này thì ít chia sẻ cho nhau những cái nỗi lòng ở bên trong, không tâm sự những cái những cái chuyện mà thầm kín, mà chỉ nói chuyện với nhau những thứ liên quan đến điểm chung của hai người. Ví dụ như là con cái, ví dụ như là bố mẹ, anh chị em họ hàng hai bên gia đình, đối nhân xử thế vẫn rất là chu toàn, vẫn rất là đầy đủ, không ai chê trách được điều gì. Và rất nhiều người nhìn vào thấy rằng đây là một cặp vợ chồng rất là gì ạ, rất là hạnh phúc. Tuy nhiên thì thực tế ở bên trong thì nó không phải như vậy. Đó. Không ai muốn chia tay cả, nhưng nó không còn niềm vui, không còn hạnh phúc nữa, không còn cái niềm đam mê nữa. Đó. Thì đây là cái giai đoạn số 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 5. Số 4, giai đoạn số 4. Đúng không ạ? Có anh chị em nào đang thuộc cái giai đoạn này không? Giai đoạn số 4 hay số 5 nhỉ? Giai đoạn số 5 đúng không ạ? Ừ, giai đoạn số 5. Đó. Có anh chị em nào đang thuộc giai đoạn này không? Rồi.
Rồi. Đấy là giai đoạn số 5. À, đấy là trạng thái số 5 nhá, trạng thái số 5. Trạng thái trong các mối quan hệ, trạng thái số 5. Trạng thái này cũng rất là nhiều anh chị em ạ. Trạng thái này cũng rất nhiều. Rất đông luôn. Đó. Và cái trạng thái này nó sẽ kéo dài, nó sẽ duy trì rất là lâu. Và có thể đến cuối đời mình vẫn ở trong cái trạng thái này. Bởi vì có nhiều lý do mà họ không dám dứt bỏ, không dám chia tay. Bởi vì họ có nỗi sợ, họ sợ rằng là con cái họ sẽ khổ, họ sợ rằng gia đình hai bên sẽ buồn, bố mẹ hai bên sẽ buồn, họ sợ rằng hàng xóm láng giềng sẽ dị nghị, họ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, họ sợ rằng ảnh hưởng đến uy tín của họ. Đó, họ sợ rằng là khi mà chia tay thì sẽ ảnh hưởng đến tài chính với tiền bạc của họ, cho nên họ quyết định không gì ạ, không chia tay. Đó. Tuy nhiên có thể mỗi người sẽ có những mối quan hệ ở bên ngoài, một trong hai người hoặc cả hai người sẽ có những cái mối quan hệ ở bên ngoài để bù đắp vào những cái chỗ trống mà họ không không được giải tỏa, không được giải đáp, không được bù đắp ở trong gia đình. Đó. Cái giai đoạn tiếp theo, cái trạng thái tiếp theo đó là trạng thái một trong hai người là người truyền cảm hứng cho người kia. Chỉ có một người là người truyền cảm hứng cho người kia, là cái người là lý do để người kia, là cái động lực để người kia cố gắng, để người kia phát triển. Một trong hai người sẽ là nguồn cảm hứng, nó là người truyền cảm hứng cho người khác. Và cái người kia thì thường xuyên khoe, thường xuyên tự hào về cái người truyền cảm hứng này. Ví dụ như là chồng là người truyền cảm hứng cho vợ, vợ sẽ luôn luôn tự hào và sẽ cảm thấy rất là sung sướng vì mình được ở với một cái người tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên thì người vợ lại không truyền cảm hứng cho người chồng, không là động lực để cho người chồng cố gắng, không phải là nguyên nhân, không phải là lý do để cho người chồng nỗ lực cố gắng hàng ngày. Đó. Và một người thì phát triển rất là cao và một người thì thấp hơn. Cho nên là gì ạ? Là nó sẽ bị lệch, nó sẽ bị lệch. Cuộc sống vẫn đang rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Không có vấn đề gì xảy ra hết. Tuy nhiên, nó có một số cái vấn đề liên quan đến sự chênh lệch về nhận thức. Khi mà hai người cái nhận thức nó lệch nhau quá nhiều ấy, và một người phát triển, một người dừng phát triển ấy, thì bắt đầu có cái sự không hiểu nhau. Mặc dù cái người thấp hơn ấy thì vẫn là ngưỡng mộ, vẫn là cảm thấy rất là sung sướng, thường đi khoe cái người kia của cái nửa kia của mình. Tuy nhiên đến một ngày đẹp trời tự dưng cái người kia muốn gì ạ? Muốn rời bỏ ra đi. Chẳng hiểu vì sao, nhưng mà đơn giản đó là họ không được thấu hiểu. Bởi vì cái người không phát triển họ sẽ không thể hiểu được cái người phát triển. Đấy, cho nên là gì ạ? Khi mà cái người phát triển thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ tìm thấy những cái người phát triển khác và họ bắt đầu so sánh, họ bắt đầu suy nghĩ và khi đó thì các cái rạn nứt ở trong gia đình nó bắt đầu xảy ra và nó có thể chuyển hóa từ cái giai đoạn số 6 xuống giai đoạn số 5 hoặc là xuống giai đoạn số 4 hoặc xuống giai đoạn số 3, trạng thái số 3 tùy vào cái cách hành xử của cái người trưởng thành hơn, cái người mà phát triển hơn. Đấy là giai đoạn số 6. Và ở giai đoạn số 7 hay là ở trạng thái số 7, trạng thái số 7 đó là cả hai người đều truyền cảm hứng cho nhau. Người này học được từ người kia rất là nhiều điều, những cái điều mà mình còn thiếu. Đó. Người này là lý do để người kia tồn tại và gì ạ? Và là động lực của người kia để người kia cố gắng để phát triển từng ngày. Là lý do để người kia cố gắng để kiếm tiền nhiều hơn, là niềm vui, là nguồn cảm hứng. Đấy. Và đi đâu thì hai người cũng quấn quýt đến nhau, cũng tự hào về nhau và tin tưởng nhau và luôn luôn khoe cái nửa còn lại của mình. Cả hai người đều làm việc đó. Một người Huy có một cái anh chị này thì cô vợ thì liên tục khoe về chồng mình. Còn anh chồng thì liên tục tự hào và cảm ơn cái người vợ của mình. Hai người thường xuyên biết ơn lẫn nhau.
và tự hào với nhau. Và cô vợ thì nói rằng đây là thầy của tôi, nói về chồng của mình, nói đây là thầy của tôi, đây là cha tôi, đấy, một người cha nuôi đấy, rồi đây là anh của tôi, đấy, đây là chồng tôi, đây là bạn tình của tôi, đây là con tôi. Nói với chồng mình, vừa là nói là thầy vừa là con đấy. Anh chồng thì nói là cô này là gì ạ, là thầy tôi, cô này là mẹ tôi, cô này là gì ạ, là bạn tôi, cô này là chị tôi, cô này cũng là em tôi, cô này cũng là con tôi, và cô này cũng là gì ạ, bạn tình của tôi. Đó, hai người họ nói về nhau một cách say sưa và họ trao cho nhau những cái ánh mắt mà có lẽ là chỉ có hai người họ với nhau thôi, còn thế giới xung quanh là biến mất hết. Mỗi lần họ nhìn nhau là thế giới xung quanh biến mất hết. Số 6 là một người truyền cảm hứng cho người còn lại. Còn số 7 là hai người truyền cảm hứng cho nhau. Cả hai người đều rất là sung sướng, hạnh phúc mà họ luôn luôn nghĩ về nhau. Họ tin tưởng với nhau đến mức mà họ không cần kiểm soát nhau. Họ không cần kiểm soát nhau. Họ tin tưởng rằng người kia cũng sẽ nghĩ về mình giống như mình. Và cái trường hợp này rất là dễ dẫn đến cái giai đoạn, cái trạng thái số 6. Đó là cái cô mà ngưỡng mộ cái người còn lại ấy, thì cô nghĩ rằng là người kia, cô tin tưởng người kia, nhưng người kia thì lại không nghĩ ngược lại. Cho nên nó xảy ra những cái tình huống mà họ không lường trước, tức là họ bị ảo tưởng. Nhưng còn cái giai đoạn số 7 á, thì cả hai người đều có kiến thức, hai người đều có nhận thức và hai người đều cùng phát triển cùng với nhau. Họ đi đâu họ đi cùng với nhau. Họ làm gì họ làm cùng với nhau. Họ có những cái niềm vui chung, họ có những người bạn chung, họ có những mục tiêu chung, họ có những quan điểm chung, họ có những cái sở thích chung. Đấy, họ tập thể dục cùng với nhau, họ đi chơi cùng với nhau. Họ nếu như mà một trong hai người gặp vấn đề thì cả hai người cùng gì ạ? Cùng cùng chấp nhận và cùng tìm cách giải quyết. Tất cả mọi thứ họ đều chia sẻ cho nhau. Đấy. Và họ ngưỡng mộ lẫn nhau. Họ yêu quý nhau, họ ngưỡng mộ nhau, họ trân trọng nhau, họ biết ơn cái người còn lại của mình. Cả hai người đều làm việc đó. Và cả hai người đều học tập và phát triển liên tục. Không có ai dừng lại hết. Và tốc độ phát triển của hai người tương đương lẫn nhau. Một người này thì mạnh thế mạnh này, người kia mạnh thế mạnh kia. Và thế mạnh của người này là điểm yếu của người kia, bù đắp cho người kia. Thế mạnh của người này lại bù đắp cho người kia. Cho nên cái người này họ rất là mạnh. Ví dụ người phụ nữ thì rất là mạnh trong việc xây dựng mối quan hệ, nhưng lại không giỏi trong cái việc ra quyết định, cũng như là quyết đoán, cũng như là tìm kiếm những cái cơ hội. Đó, họ là hậu phương. Nhưng mà cái người chồng ấy thì lại không giỏi trong cái việc mà đối nhân xử thế ở trong gia đình, cũng là chăm sóc, hỗ trợ. Đấy. Cho nên là gì ạ? Là anh ta cần phải học cái cách để mà đối nhân xử thế mà khiến cho cái cô vợ này làm cho mọi người thích cô ấy. Đấy. Còn cái cô vợ này thì lại ngưỡng mộ anh này ở cái điểm là gì ạ? Là anh ấy rất là giỏi giang, trí tuệ và là có cái tầm nhìn rất là xa. Đó. Thì mỗi người có một thế mạnh riêng và thế mạnh của người này là điểm yếu của người kia và hai người có thể học lẫn nhau. Đấy. Bởi vì mình biết điểm yếu của mình và mình thấy cái điểm yếu của mình lại là thế mạnh của người ta, cho nên là mình học của người ta. Đấy. Còn cô này cũng vậy, cô này cũng biết điểm yếu của cô ấy là gì và cô ấy học cái điểm mạnh của anh này chính là cái điểm yếu của cô ấy, cho nên là hai người học hỏi lẫn nhau. Hai người đều là gì ạ? Đều là thầy của nhau trong cái lĩnh vực mà họ giỏi. Đấy là mối quan hệ hoàn hảo. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em chúng ta sau khi mà nghe hết được 7 cái cấp độ gọi là xây dựng mối quan hệ, gọi là cặp đôi này, đấy, trong hôn nhân và gia đình như này, thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ nhé, bây giờ chúng ta bắt đầu xác định là chúng ta đang ở trạng thái số mấy thì comment xuống. Sau khi mà biết hết được 7 trạng thái này rồi thì chúng ta đang ở trạng thái số mấy thì comment xuống. Rồi, anh chị em nào mà viết được 7 cái trạng thái này thì comment vào cái phần chat để cho anh chị em khác mà lỡ quên chưa ghi kịp thì có thể là nắm bắt được.
Rồi. Đầu tiên là anh chị em chúng ta đang ở trạng thái số mấy? Sau đó là chúng ta mong muốn chúng ta đạt được cái trạng thái số mấy? Đang ở trạng thái số mấy và mong muốn đạt được trạng thái số mấy? Chị Xuân Nguyễn đang ở trạng thái số 7 à? À, tuyệt vời, xin chúc mừng chị. Anh chị em nào mà ghi được hết tất cả các cái trạng thái thì chúng ta comment xuống dưới này. Rồi. Thế thì cái câu hỏi này, làm thế nào để tôi lên được trạng thái số 7? Hầu hết anh chị em đều muốn xây dựng một cái trạng thái gọi là mối quan hệ hoàn hảo. Và khi chúng ta có một mối quan hệ hoàn hảo thì chúng ta chắc chắn 100% chúng ta sẽ thành công trong công việc kinh doanh. Khi đó thì tự nhiên chúng ta có động lực, có hạ cảm hứng, chúng ta sẽ có cái nguồn năng lượng dồi dào để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta đi đâu chúng ta cũng hào hứng, cũng vui vẻ. Ra ngoài hay về nhà chúng ta đều cảm thấy sung sướng. Chứ không có tình trạng là ra ngoài thì vui nhưng mà về nhà thì lại chán, lại buồn. Rồi. Thế thì để chuyển hóa từ số 6 lên số 7. Tức là số 6 là một người ngưỡng mộ người kia. Đấy, một người là người truyền cảm hứng cho người kia. Thì để chuyển hóa từ trạng thái số 6 lên trạng thái số 7 thì chúng ta phải làm gì ạ? Nếu chúng ta là người đang truyền cảm hứng cho người khác thì chúng ta hãy chia sẻ với họ, hãy nói với họ rằng là mối quan hệ hoàn hảo là gì? Là tôi mong muốn một cái người chồng người vợ như thế này, đúng không ạ? Và nếu như họ thực sự mong muốn lên trạng thái số 7 thì họ sẽ phải thay đổi để làm gì ạ? Để trở thành người phát triển. Bởi vì trong cái trạng thái có hai người, một người phát triển và một người không phát triển ấy, thì cái người không phát triển này sẽ ngưỡng mộ cái người phát triển, hoặc là gì ạ? Hoặc là căm thù hoặc ghét cái người phát triển. Anh chị em nhé. Nó sẽ có hai trạng thái. Khi mà mình phát triển đi lên ấy, vợ và chồng mình không phát triển ấy, một là họ sẽ ngưỡng mộ, hai họ sẽ ghét. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không không giống họ. Mình không giống họ, một là họ sẽ ngưỡng mộ, hai họ sẽ gì ạ? Kéo mình xuống để bằng họ. Cho nên nếu chúng ta là người đang không phát triển thì việc của chúng ta đó là phải phát triển nhanh hơn. Phát triển về kiến thức, về tư duy, về kỹ năng, về công việc, về về tu thân, về kiếm tiền, về sức khỏe, về tất cả mọi thứ để nó gì ạ? Để nó phù hợp với cái người mà đang phát triển hơn cho mình, đang phát triển hơn mình, mà cái người mà mình đang ngưỡng mộ, đúng không ạ? Mình phải phát triển. Cái gì mình chưa làm được phải xông vào làm. Cái gì mình chưa biết phải xông vào. Để làm gì ạ? Để nâng cao cái kiến thức, nâng cao kỹ năng của mình để phù hợp hơn với cả cái người kia. Đồng thời mình đang có thế mạnh gì thì mình phải tập trung xây dựng và phát triển cái thế mạnh mình thực sự phải cực kỳ mạnh lên. Để làm gì ạ? Để trở thành cái đối trọng với cả cái người kia. Nếu mình không làm điều đó thì người kia đến một lúc nào đó họ sẽ chán và họ sẽ bỏ mình và họ sẽ đi tìm một cái người khác, một cô gái hoặc là một chàng trai khác xứng đáng hơn với họ. Đấy là lý do tại sao có những vị tỷ phú họ vẫn gì ạ? Họ vẫn bỏ vợ. Người ta gọi là sang thì đổi vợ, giàu thì đổi bạn. Thực ra là đổi vợ thì nó sang, đổi bạn thì nó giàu, có thế thôi. Còn nếu như chúng ta đang là người truyền cảm hứng cho người khác thì một đó là chúng ta truyền cảm hứng cho họ để họ phát triển, để họ đi lên, bởi vì chúng ta đang có sự ảnh hưởng, đúng không ạ? Chúng ta là leader, chúng ta dẫn dắt cái gia đình đó, thì chúng ta là người ảnh hưởng đến họ, thì chúng ta sao ạ? Chúng ta hướng dẫn giúp cho họ để họ phát triển. Và cái điều này thì dễ hơn bởi vì họ đang follow mình, họ đang là cái người follow mình thì mình dẫn dắt họ dễ hơn. Còn nếu như họ không 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 phát triển, họ vẫn cứng đầu, họ vẫn ở đó thì tức là gì ạ? Là mối quan hệ đó nó bị tụt xuống ở cái cấp độ số gì ạ? À, số số 5 hoặc thậm chí là số 4 rồi. Được chưa ạ? Và khi đó thì cái điều gì đến thì nó sẽ đến thôi. Đấy. Và có thể là cái người phát triển hơn họ cũng sẽ đi tìm một cái mối quan hệ khác. Đó.
Nếu như mà chúng ta đang ở số 5, tức là hai người không có ngưỡng mộ nhau, cũng không truyền cảm hứng cho nhau, chỉ sống với nhau như những người bạn vì những mục tiêu chung. Để lên vị trí số 7 thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải trở thành cái con người truyền cảm hứng cho người kia, tức là chúng ta phải phát triển để mà truyền cảm hứng cho người kia, tức là nhảy lên vị trí số 6 đã, được không ạ? Tức là từ đang số 5, chúng ta đang ở số 5 là hai người bình thường, không có ai hơn ai cả, hai người đều giỏi, hai người đều kiếm tiền tương đương nhau. Thì việc của mình đó là mình phải phát triển hơn đã. Còn nó đang đứng im ở đấy thì kệ nó. Mình phải phát triển hẳn lên đã, mình phải nhảy lên vị trí số 6, được chưa ạ? Để nó ngưỡng mộ mình phải kiếm được nhiều gấp 10 lần nó. Mình phải kiếm được gấp 10 lần nó. Được chưa ạ? Sau đó là mình kéo nó lên. Mà nó nhất định không chịu lên thì làm sao ạ? Thì nó rơi xuống vị trí số mấy ạ? Vị trí số 4. Đấy, được chưa ạ? Rồi. Để mà chuyển hóa từ vị trí số 4 lên vị trí số 7. Vị trí số 4 là gì ạ? Vị trí số 4 đó là một người muốn ra đi rồi, còn một người vẫn cố gắng níu kéo. Trạng thái số 4 này nó sẽ không kéo dài quá lâu đâu, nó chỉ một vài năm là nhiều thôi. Thế thì mình là người muốn níu kéo hay là mình là người muốn ra đi? Nếu mà mình là người muốn ra đi thì không có gì để nói. Việc của mình đó là gì ạ? Là chia tay sớm, tìm một đối tác khác và xây dựng mối quan hệ hoàn hảo, đúng không ạ? Còn nếu như mà mình là người muốn níu kéo thì phải chuyển từ cái trạng thái là gì ạ? Là số số 4 lên trạng thái số 5. Tức là gì ạ? Là biến từ cái trạng thái mà họ muốn ra đi đến trạng thái là gì ạ? Là họ không muốn ra đi nữa. Nhưng mà cái tình huống này ấy, thực tế là rất khó xảy ra. Bởi vì khi họ đã muốn ra đi rồi thì rất khó để thay đổi. Đúng không ạ? Kể cả là trạng thái số 5 khi mà hai người ngang hàng với nhau như này, hai người coi nhau như người bạn và không ai coi trọng nhau, và không coi trọng thì vẫn coi trọng nhưng không ai ngưỡng mộ nhau, không ai truyền cảm hứng cho ai ấy. Và để tự nhiên một người truyền cảm hứng cho người khác ấy, là rất khó. Và chúng ta phải nỗ lực cố gắng rất nhiều. Anh chị em nhé, cố gắng nỗ lực rất nhiều. Tất nhiên là chúng ta làm được. Chúng ta có khả năng, chúng ta làm được. Nhưng cái trạng thái số 4 đó là trạng thái là gì ạ? Họ đang muốn ra đi và chúng ta vẫn đang muốn níu kéo, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, nỗ lực hơn cái trạng thái số 5 cực kỳ nhiều luôn. Và hy vọng rằng người kia sẽ hiểu. Bởi vì khi họ ra đi ấy, thì chúng ta cố gắng đến mấy ấy, họ vẫn gì ạ? Họ vẫn không chấp nhận, họ vẫn không mong muốn. Cho nên là gì ạ? Khi mà họ họ đã ở cái trạng thái này rồi á, thì cách tốt nhất đó là chúng ta hãy phát triển để chuẩn bị cho một mối quan hệ mới. Khi mà ở trạng thái số số 4 thì bắt đầu là chúng ta thấy nguy cơ nó rất lớn rồi, đúng không ạ? Rồi, để mà ở trạng thái số 3 thì đầu tiên khi mà hai người đều muốn ra đi rồi thì đầu tiên mình phải nghĩ lại xem mình có muốn níu kéo cái mối quan hệ này không. Tức là đầu tiên mình phải chuyển từ mình từ trạng thái số 3 sang trạng thái số 4. Sau chuyển từ trạng thái số 4 sang trạng thái số 5. Từ trạng thái số 5 sang trạng thái số 6 và từ trạng thái số 6 sang trạng thái số 7. Đúng không ạ? Thì đầu tiên mình hỏi là mình có muốn níu kéo mối quan hệ này không? Mình có muốn tiếp tục với họ không? Có nhiều trường hợp như này. Đó là mình cứ đổ lỗi cho cái người vợ, người chồng của mình. Mình nói rằng anh ta hay là cô ta phải thay đổi trước. Chứ cô ta mà không thay đổi làm sao mà tôi thay đổi được? Hoặc là tôi thay đổi xong, tôi hứa với thầy, tôi luyện chú rồi luyện thần công rồi tôi thế này thế kia. Xong về tôi đối xử với họ nhẹ nhàng ngọt ngào thì họ chửi tôi, họ lại bảo tôi bị điên bị dở thế này thế kia. Thì tôi lại tông tăng xông nên tôi lại muốn chửi nhau, muốn đánh nhau với họ. Thì làm sao mà gì ạ? Là sao mà tôi xây dựng được mối quan hệ? Đúng không ạ? Có rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì sao ạ? Họ nói rằng mối quan hệ phải xây dựng từ hai phía và vấn đề không phải ở một mình tôi. Cái điều này vừa đúng vừa sai, đúng không ạ? Chút nữa Huy sẽ nói lý do tại sao. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta phải nhận lỗi về chính bản thân mình. Lỗi đầu tiên của mình là gì ạ? Là mình đã chọn người đấy để đưa họ vào trong cuộc đời của mình. Cái lỗi thứ hai đó là mình vẫn tiếp tục chọn họ ở bên cạnh mình
Tức là gì ạ? Mình vẫn chọn cái sự tổn thương mà họ mang lại cho mình. Mình còn ở với họ là mình còn bị tổn thương, nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận. Thì tại sao ạ? Bởi vì nhiều lý do khác. Có thể là mình có những cái nỗi sợ. Nỗi sợ về mặt kinh tế, nỗi sợ về mặt con cái, nỗi sợ về mặt gia đình, nỗi sợ về hàng xóm, nỗi sợ về mặt gì ạ? Về công danh sự nghiệp, nỗi sợ về mặt uy tín. Cho nên mình chưa dám gì ạ? Chưa dám dứt áo ra đi để mà chia tay. Thì nếu như mà chúng ta đang ở trong cái trạng thái mà có nhiều nỗi sợ như vậy, thì việc thứ nhất đó là chúng ta phải tìm cách để mà vượt qua những nỗi sợ đó. Ví dụ nỗi sợ về mặt kinh tế thì chúng ta phải tự chủ về mặt kinh tế. Chúng ta đang phụ thuộc thì chúng ta phải tự chủ về mặt kinh tế. Nếu mà chúng ta đang gì ạ? Đang sợ hãi về mặt con cái thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực để mà gì ạ? Nuôi dạy con cái một cách tốt nhất. Tự chủ về mặt kinh tế thì chúng ta có thể nuôi dạy con cái chúng ta một mình được. Đúng không ạ? Rồi chúng ta nỗi sợ về mặt gia đình rồi họ hàng thì cái này thì chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta thay đổi được hoàn toàn dựa vào gì ạ? Dựa vào cái việc học tập về thay đổi về mặt tư duy. Bởi vì thực tế là cuộc sống của mỗi người là do mình chịu trách nhiệm, mình gì ạ? Mình là người làm chủ. Chỉ đơn giản là chúng ta không dám làm chủ, cho nên chúng ta mới sợ những cái tiếng gièm pha từ những cái người khác. Rồi nỗi sợ về công danh sự nghiệp. Thì thực tế chúng ta nhìn ra xa thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Có rất nhiều người tỷ phú, thậm chí là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, có những cái người mà gì ạ? chính trị gia thì họ vẫn ly dị, họ vẫn chia tay. Và mới đầu thì truyền thông dùng beng lên, sau một thời gian mình cũng chẳng còn nhớ nữa. Có đúng không ạ? Mình chẳng quan tâm nữa, bởi vì cuộc sống của mình quá nhiều thứ để mình quan tâm rồi. Mình chẳng hơi đâu mình quan tâm cuộc sống của người ta. May ra thì nghe ở trên mạng nó một hai câu nó rộ lên một tí nó vui, sau đó mình cũng quên. Và cuối cùng họ vẫn sống cuộc sống của họ, mình vẫn sống cuộc sống của mình. Như vậy là những người chính trị gia, rồi những cái người ca sĩ diễn viên nổi tiếng, những người tỷ phú mà họ còn gì ạ? Họ còn làm được. Thế mình có gì đâu mà sợ gièm pha. Có đúng không ạ? Đó. Cho nên nếu như mà cái mối quan hệ đã đi vào cái trạng thái không thể cứu vãn được nữa thì cách tốt nhất đấy là cho nó ra đi càng sớm càng tốt. Bởi vì sao ạ? Mình ở với họ thì mình không hạnh phúc, họ không hạnh phúc. Nhưng nếu mà gì ạ? Ra đi, họ ở với người khác, mình ở với người khác, mình hạnh phúc, họ hạnh phúc. Như vậy là gì ạ? Cùng một lúc mình giúp được hai người hạnh phúc. Thay vì ở với nhau mà hai người không hạnh phúc. Họ chia tay nhau thì là có bốn người hạnh phúc. Đúng không anh em? Đấy, còn tất nhiên là nếu mà họ phát triển giống như mình thì họ sẽ tìm được cái hạnh phúc của họ. Họ sẽ tìm được mối quan hệ hoàn hảo. Nhưng họ không giống như mình thì có thể họ không hạnh phúc. Cái điều này thì mình phải chấp nhận thôi. Bởi vì cuộc sống của mình do mình làm chủ. Cuộc sống của họ do họ làm chủ. Họ lựa chọn đau khổ, đấy là việc của họ, không phải việc của mình. Mình không có trách nhiệm gì trong cái việc đó hết. Và họ cũng không có gì ạ, không có ảnh hưởng, không có quyết định gì cuộc đời của mình hết. Cái hạnh phúc của mình là do mình lựa chọn, chứ không phải là do họ. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là đôi khi á, là những mối quan hệ mà giống như hôm trước Huy có nghe một cái đoạn phỏng vấn, có một cô gái bảo là chị đã ly dị được 5 năm rồi đúng không ạ? Thế thì xin hỏi chị một câu là chị có hối tiếc gì không? Chị bảo là cái điều hối tiếc nhất của tôi đấy là tại sao tôi không làm việc đấy sớm hơn. Chị Giang Nam nhỉ? Đang nghe điện thoại. Thì đấy, đôi khi là mình cứ nghĩ rằng là cái việc đấy nó là kinh khủng, nó là ghê gớm, nó là cái gì đấy nó đau khổ, nó là không thể chấp nhận được. Nhưng mà sau khi mà mình làm việc đấy, mình thấy rằng là ô, việc đấy nó cũng thấy bình thường thôi, cuối cùng là mọi việc nó cũng nhẹ nhàng, mà thậm chí nó cảm thấy là được giải thoát, họ cảm thấy họ được tự do, họ cảm thấy được họ được sống là theo đúng cái điều mình mong muốn. Thế họ cảm thấy hạnh phúc, thế là được. Đúng không ạ? Có những người họ không có vợ, cũng chẳng có chồng, nhưng họ vẫn luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, và họ không có ghét bỏ đàn ông, họ không ghét bỏ phụ nữ, họ luôn luôn mong muốn và tìm kiếm những mối quan hệ mới, và họ luôn mở lòng ra đón nhận những mối quan hệ mới. Vậy là họ hạnh phúc rồi. Có nhiều người còn ngưỡng mộ cuộc sống đó. Đúng không ạ? Lò Thị Phong. Đúng không ạ? Không nhất thiết là mình phải có
Có rất nhiều người nói rằng là tôi phải có chồng, phải có vợ. Nhưng có chồng với có vợ để làm gì? Có chồng có vợ để là mình mong muốn cái điều hạnh phúc. Nhưng có chồng có vợ mà không hạnh phúc thì có chồng với vợ để làm gì? Vâng, em gọi chị nãy kể câu chuyện nhưng mà chị không nghe. Thôi, lúc nào chị xem lại video. Thì cuối cùng là gì, mong muốn là của mình là mong muốn hạnh phúc. Bao nhiêu anh chị em mong muốn hạnh phúc thì comment là tôi muốn được không ạ? Nếu anh chị em mong muốn là hạnh phúc thì comment là tôi muốn ạ. Mình mong muốn hạnh phúc thì mình phải biết đâu là hạnh phúc, đúng không ạ? Mình biết thế nào là hạnh phúc. Đấy. Và chúng ta biết là chúng ta cần phải ghép đôi, bởi vì nó là quy luật của cuộc sống. Nó là quy luật cuộc sống, quy luật bất biến của cuộc sống. Đó là có nam thì có nữ, có đực thì có cái, có nó là cái quy luật phát triển muôn đời này rồi. Cho nên chúng ta biết là chúng ta cần phải có ghép đôi. Đấy, có tối mà không có ngày, có âm mà không có dương, có nóng mà không có lạnh thì nó không có sướng, nó không có phê, nó không có đúng gọi là sự phát triển theo quy luật tự nhiên. Cho nên cái việc mà chúng ta mong cầu hạnh phúc nó là cái điều hết sức tự nhiên. Chỉ có điều là chúng ta đã gặp những cái tổn thương và có thể là chúng ta đã có sợ hãi, chúng ta không dám đối mặt với nó. Nhưng trong thâu tâu bên sâu bên trong của chúng ta, đó là chúng ta mong muốn hạnh phúc. Vậy để mà mong muốn hạnh phúc thì chúng ta phải biết thế nào là hạnh phúc. Thì mối quan hệ hoàn hảo ở đây đó là gì ạ? Đó là tình yêu. Thì tình yêu nó đến từ hai phía, nhưng trong tình yêu ấy thì nó là gì ạ? Tình yêu là nơi để cho chứ không phải nơi để nhận. Rất nhiều người khi yêu thì rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, rất là vui vẻ, rất là thấu hiểu nhau. Nhưng khi mà chuyển hóa từ yêu sang mà lấy vợ lấy chồng, từ từ yêu sang hôn nhân, thì ngay lập tức cái mối quan hệ nó bị thay đổi. Tại sao từ yêu sang hôn nhân thì nó lại bị thay đổi? Có bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng trước đây á, là mình yêu cái người vợ người chồng của mình ấy, mà mình lấy ấy, thì lúc đó là mình lấy là do lựa chọn của mình, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì khi mà về ở với nhau thì mình bắt đầu phát hiện ra là thế này, rồi phát hiện ra thế kia, rồi nó không như ý, rồi bắt đầu là trở nên đau khổ, trở nên mệt mỏi. Và lúc sau mình lại cảm thấy là sao mình lại lấy cái người đấy, thậm chí mình lại bỏ cái người đấy luôn. Tại sao, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em cảm thấy điều này là đúng đấy. Lúc ngày xưa mình yêu mình đâu thấy gì đâu. Đến lúc mà lấy về mình mới thấy. Có phải không ạ? Thì cái điều gì nó làm nên sự khác biệt này? Cái điều này gì làm nên sự khác biệt này? Đúng không ạ? Thì cái điều chính để làm tạo nên sự khác biệt này đó là gì ạ? Đó là khi yêu thì chúng ta chưa thuộc về nhau. Khi yêu chúng ta chưa thuộc về nhau, cho nên chúng ta sợ mất nhau. Chúng ta sợ mất nhau, cho nên chúng ta trân trọng nhau. Nhưng khi mà lấy rồi, mày thuộc về bà rồi nhé. Mày thuộc về ông rồi nhé. Cho nên ông sẽ sở hữu mày. Ông sẽ kiểm soát mày. Hoặc là bà sẽ kiểm soát mày. Bà sẽ được quyền làm việc này, việc kia. Và đấy là lúc trạng thái tình yêu nó bị biến chuyển sang một trạng thái khác. Bao nhiêu anh chị em muốn chúng ta có thể yêu cái người vợ, người chồng của mình cho đến cuối đời vẫn hạnh phúc. Bao nhiêu anh chị em muốn á? Rất đơn giản thôi. Đó là đừng bao giờ sở hữu cái người vợ hoặc người chồng của mình. Hãy luôn luôn coi rằng họ vẫn đang là người yêu. Hiểu không ạ? Không bao giờ được phép sở hữu người chồng, người vợ của mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta lấy nhau rồi thì bắt đầu chúng ta có những cái quyền là kiểm tra điện thoại, hoặc là cái quyền ăn mặc một cách gọi là rất là lôi thôi, rồi có quyền nói to, có quyền mắng mỏ, có quyền chửi bới, có quyền đánh đập, có quyền làm những cái việc mà bình thường lúc yêu mình không có làm. Và khi đó mối quan hệ nó bị xấu đi. Lúc mà yêu ấy thì lúc nào cũng bẽn lẽn rụt rè, thế mà lúc lấy về thì dữ dằn như sư tử Hà Đông, đúng không ạ?
Đó. Thì như vậy là gì ạ? Là chúng ta bị mất nhau vì là chúng ta đã tưởng rằng họ là người thuộc về mình. Và đến khi mình mất họ thì mình lại thấy rằng ô thật là buồn, bởi vì mình đã đánh mất một cái người đã từng yêu thương. Đa phần khi mà chúng ta buồn khi chúng ta chia tay ấy, bởi vì chúng ta nhớ về những cái cảm xúc khi mà chúng ta còn yêu, cho nên là chúng ta gọi là bị nghiện cái cảm xúc đó. Cho nên khi mà chúng ta chia tay một cái người yêu, chúng ta buồn bởi vì chúng ta mất đi cái cảm xúc đó. Nhưng khi mà chúng ta có một mối quan hệ mới và chúng ta có cảm xúc mới thì chúng ta nhanh chóng quên đi cái người cũ, có đúng không ạ? Đấy. Đấy là lý do tại sao mà khi mà mình mất đi một cái tình cảm cũ thì chúng ta tìm kiếm một cái tình cảm mới thì chúng ta sẽ dễ dàng quên đi cái mối quan hệ cũ, trừ phi là cái mối quan hệ mới mà nó không đem lại những cảm xúc giống như là mối quan hệ cũ. Đấy, mỗi thế thôi. Đúng không ạ? Đó. Thì đồ bầu cũng có đồ bầu đẹp mà, đồ bầu cũng có đồ bầu đẹp. Đấy, quan trọng nhất đấy là mình biết rằng mình phải đẹp trong mắt chồng mình. Lúc nào mình phải đẹp ở trong mắt chồng mình, không được gì ạ, lôi thôi. Đàn ông cũng vậy, cũng không được lôi thôi, cũng không được gì ạ, gọi là quá là chảnh mảng trong cái việc mà ở trong gia đình. Ở trong gia đình mình có thể mua những cái đồ mặc ở nhà mà nó cũng gọn, nó cũng đẹp mà, đúng không? Đó, không nhất thiết. Thì mình chỉ làm được việc đó khi nào ạ? Khi mà mình nghĩ rằng cái người chồng, người vợ kia họ không thuộc sở hữu của mình. Tức là họ có thể ra đi bất kể lúc nào. Họ có thể mất bất kể lúc nào. Họ có thể là gì ạ? Họ có thể biến mất trong cuộc đời của mình bất kể lúc nào. Và khi nào mà mình nghĩ đến cái điều đó thì lúc đấy thì mình mới làm được. Đúng không ạ? Chỉ khi nào mình nghĩ rằng cái người chồng, người vợ vợ của mình ấy, họ có thể biến mất bất kể lúc nào trong cuộc đời của mình. Và nếu như họ ra đi, họ đi với những mối quan hệ khác và mình không có quyền can thiệp vào các mối quan hệ của họ thì khi đó mình mới chưa sở hữu họ. Còn nếu mà mình có quyền can thiệp vào các mối quan hệ của họ, tức là mình chưa gì ạ, mình vẫn đang ở trong trạng thái là kiểm soát. Mình đã bảo là gì ạ, là anh thuộc về tôi, anh là người yêu, anh là chồng tôi thì anh không được đi với cô này cô kia, thì khi đó là mình đang kiểm soát họ. Và trong tình yêu ấy thì nó là nơi để cho, không phải nơi để nhận. Tức là gì ạ? Việc của mình cứ là cho thôi. Và khi cả hai người cùng cho thì nó là mối quan hệ hoàn hảo. Còn một người cho mà một người nhận thì nó là gì ạ? Nó ở trạng thái số mấy á? À, trạng thái số 6, số 5 gì đó, hoặc số 4, số 3 gì đó. Không biết. Đúng không ạ? Tức là một người chỉ có cho thôi. Và một người chỉ có nhận thôi. Thế thì cái câu hỏi là gì ạ? Tại sao mình lại cho cái người không xứng đáng? Tức là mình cứ cho đi mà họ không biết cho lại mình. Thì là sao ạ? Thì là lỗi của mình. Bởi vì sao? Mình chọn sai người. Mà việc của mình nếu mà mình chọn sai người thì làm sao ạ? Thì mình chọn lại thôi. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Ở đây rất nhiều trường hợp anh chị em chúng ta là chọn sai. Thì chọn sai thì chúng ta có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là cùng giúp nhau thay đổi. Tức là giúp họ thay đổi bằng cách mình thay đổi trước. Mình thay đổi rồi. Tốt lên rồi. Ngon rồi. Mà họ vẫn không thay đổi. Thì nhất định họ sẽ văng ra khỏi cuộc đời của mình. Không cần phải cố gắng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc đó mình cố gắng không được. Tại sao ạ? Bởi vì những người mà họ đã định hình trong cái tư duy của họ là mình là cái người xấu, mình là cái người không tốt. Thì kể cả mình có thay đổi phát triển thì họ vẫn định hình mình là người xấu, không tốt. Cho nên sẽ có những người không thể thay đổi được. Cho nên là cái nguyên tắc số 2, nguyên tắc số 1 đấy là không sở hữu người vợ, người chồng của mình. Nguyên tắc số 2 đấy là đừng cố gắng thay đổi cái người vợ, người chồng của mình. Họ thay đổi bởi vì họ muốn thay đổi. Đơn giản thế thôi. Khi mình thay đổi, mình phát triển, họ nhìn thấy cái sự thay đổi, sự phát triển của mình. Và họ tự giác, tự động, họ thay đổi. Không phải do mình mong muốn, do mình bắt buộc. Tất nhiên là mình vẫn nói lên cái gì ạ, cái mong muốn, cái kỳ vọng của mình. Mình phải nói lên cái kỳ vọng của mình. Nhưng họ thay đổi hay không, đấy là do quyết định của họ. Bởi vì cuộc đời của họ, do họ quyết định. Mình không thể quyết định thay cái cuộc đời của họ được. Và họ cũng không quyết định thay cuộc đời của mình được. Đúng không anh chị em?
Đúng không ạ? Cho nên tôi làm chủ cuộc đời tôi, anh chị em vẫn đọc cái câu này hàng ngày. Tôi làm chủ cuộc đời của tôi. Không phải vợ, không phải chồng, cũng chẳng phải con cái, chẳng phải bố mẹ tôi. Đúng không ạ? Tôi mới là người làm chủ duy nhất cuộc đời của tôi. Tôi đau chân, có mình tôi đau thôi. Bố mẹ không đau thay cho tôi, con cái không đau thay cho tôi, vợ hay chồng cũng không đau thay cho tôi. Có đúng không ạ? Cho nên tôi phải là người ra quyết định, lựa chọn cho cuộc đời của mình. Nếu mà mình vẫn còn ở đó cùng với cái người mà vẫn đang làm tổn thương cho mình, thì cái thứ nhất đấy là lỗi của mình. Mình vẫn sợ hãi, mình chưa ra quyết định, mình chưa thay đổi, thì đấy là lỗi của mình. Và nếu mà lỗi của mình thì đừng có buồn phiền, đừng có than phiền, đừng có kể lể, đừng có trách móc làm gì mệt. Bởi vì lỗi của mình thì trách ai? Trách mình chứ trách ai? Có đúng không ạ? Mình trách mình thôi, làm sao mình có quyền để trách người ta? Người ta vẫn như vậy, chẳng qua chỉ có mình là khác thôi. Đúng không ạ? Ok nha. Thì nếu như anh chị em đang thuộc ở cái vị trí số số 2 thì chúc mừng anh chị em. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta biết đâu là mối quan hệ hoàn hảo. Cho nên hãy tìm những người mà chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ họ, cảm thấy họ truyền cảm hứng cho mình mỗi ngày. Họ là động lực cho mình cố gắng, động lực cho mình phát triển. Đúng không ạ? Chúng ta có cơ hội để chúng ta làm lại. Tất cả chúng ta đều có cơ hội để làm lại. Nếu một số người vì một số lý do nào đó không thể chia tay được, vì con cái, vì gia đình, vì kinh tế, vì công danh, vì sự nghiệp, vì rất nhiều lý do không thể mà thay đổi được. Cái điều này có không ạ? Có, anh em nhé. Nó không hẳn là nỗi sợ đâu. Tất nhiên nó là nỗi sợ đấy. Nhưng nỗi sợ đấy nó đã ăn quá sâu rồi. Thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy sống hạnh phúc cho riêng mình. Tức là mình phải hạnh phúc trước. Còn người ta có hạnh phúc hay không, người ta làm tổn thương mình hay không, đấy là việc của họ. Họ có quyền làm tổn thương mình, nhưng mình có chấp nhận cái điều đó để làm tổn thương hay không, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái quyền của mình. Ví dụ như là trước đây thì Huy với vợ thường xuyên xảy ra những cái cãi vã, đến bây giờ vẫn vậy. Mình cũng không có khả năng thay đổi được cô ấy, và mình cũng biết là điều này là điều bất khả thi. Cho nên là trước đây thì mình rất là đau khổ vì mình không thay đổi được họ, với bản chất là mình cũng chưa thay đổi được nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mình không còn cố gắng thay đổi nữa, cũng chẳng cố gắng để mà thay đổi cái mối quan hệ nữa. Đấy. Không phải là vì là mình không thay đổi, mình không phát triển, nhưng một người phát triển và một người không phát triển thì nó sẽ tạo ra những cái khoảng cách. Tuy nhiên ngày xưa ấy, là mỗi khi mà cô ấy đưa ra những cái lời lẽ rất là cay nghiệt, rất là gọi là gây tổn thương, và mình đã tổn thương rất là nhiều trong cái mối quan hệ vợ chồng. Nhưng mà sau khi mình bắt đầu thay đổi, bắt đầu mình phát triển, và mình thấy rằng là gì ạ? Cái cuộc đời mình là do mình quyết định, và cái hạnh phúc của mình là do mình quyết định. Và từ đó trở về đi ấy, thì những cái câu nói tổn thương của cô ấy nó không làm tổn thương mình nữa. Thì khi đó mình mới phát hiện ra rằng là những câu nói hoặc là những cái hành động gây tổn thương người khác của người vợ, người chồng hoặc những người thân của mình ấy, nó chỉ làm tổn thương cho mình khi mình chưa đủ mạnh mẽ mà thôi. Khi mà mình cái nội lực bên trong của mình chưa đủ mạnh mà thôi. Còn khi nội lực của mình đủ mạnh rồi thì tất cả những điều đó không làm cho mình bị tổn thương thêm nữa. Đây là cái điều mà Huy phát hiện ra và rất là tuyệt vời anh chị em ạ. Và sau khi mà Huy nhận ra được điều này thì những cái thứ, tức là mình hay nói vui ấy, đấy là gọi là vợ tôi còn chịu được thì mấy ông khách hàng khó tính là gì ạ, là ăn gỏi hết. Tức là vợ mình nói những câu cay nghiệt như thế mà mình còn cười được thì khách hàng chửi cười là chuyện bình thường đấy. Mà trong kinh doanh người ta bảo là gì ạ, khách hàng chửi vẫn phải cười đúng không ạ? Người khác chửi vẫn phải cười đúng không ạ? Đấy, mà cái người thân của mình mà họ chửi mình mà mình vẫn cười được thì ra ngoài mấy thằng bên ngoài chửi muỗi hết. Là mình coi thường hết, mình khinh đường hết, mình nhếch mép mình cười hết. Đó. Bởi vì sao ạ? Mình được rèn luyện hàng ngày rồi. Anh chị em tưởng tượng là người ta bảo là gì ạ? Người chèo thuyền giỏi không xuất phát từ cái vùng biển lặng gió, đúng không ạ?
Ở đây mình được rèn luyện hàng ngày, ngày nào cũng cãi nhau vợ, ngày nào cũng phải phải gọi là phải gọi là cố gắng để mà kìm kìm nén cảm xúc đó. Sau một thời gian bắt đầu mình biết cách để mà chuyển hóa cảm xúc đấy. Thì mình chuyển hóa cảm xúc của mình, tức là mình không còn những cái cảm xúc là gì ạ, bực bội khó chịu nữa. Và khi đó thì bắt đầu mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn, mình vui vẻ hơn và mình tự tìm cái hạnh phúc cho chính mình. Mình tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Thay vì là mình phải phụ thuộc à vợ tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia thì tôi mới hạnh phúc, thì không. Bây giờ vợ tôi vẫn thế nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Đúng không ạ? Và nếu mà vợ tôi tốt hơn thì tôi hạnh phúc hơn, đúng không? Đấy, có nhiều người thì bảo là chồng tôi phải thế này, chồng tôi phải thế kia thì tôi mới hạnh phúc. Có nhiều người bảo tại vì chồng tôi thế này, tại vì chồng tôi thế kia cho nên tôi không hạnh phúc. Thì tất cả những cái đó đều là gì ạ? Đều là sai hết. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó đều gọi là gì ạ? Nó đều là lỗi trong tư duy. Tất cả những thứ đó nó đều gọi là lỗi trong tư duy. Đúng không ạ? Có rất nhiều người nó bảo là bố mẹ tôi, vì bố mẹ tôi thế này cho nên tôi không hạnh phúc. Vì bố mẹ tôi ép đặt tôi thế này thế kia tôi không hạnh phúc. Không. Tất cả những thứ đó đều là lỗi tư duy hết. Mình hạnh phúc chỉ đơn giản bởi vì là mình hạnh phúc chứ không phải là vì ai cả. Họ vẫn như vậy nhé, họ vẫn cay nghiệt, họ vẫn nói những cái lời rất là không không hay, nhưng mà sao ạ, nhưng mình vẫn vui, mình vẫn hạnh phúc đấy. Không có vợ mình vẫn hạnh phúc, không có chồng mình vẫn hạnh phúc, có chồng có vợ thì mình hạnh phúc hơn, có chồng có vợ mà ngon thì hạnh phúc hơn, có chồng có vợ mà truyền cảm hứng cho mình là động lực của mình thì mình hạnh phúc hơn nữa, đúng không ạ? Có nhiều người không có con thì buồn khổ. Mình không có con mình vẫn sướng, mình vẫn hạnh phúc, mà có con thì mình hạnh phúc hơn. Được không anh nhé? Mình có cả nếp cả tẻ thì mình hạnh phúc hơn nữa. Mình con mình khỏe mạnh mà phát triển thì mình hạnh phúc hơn nữa. Đúng không ạ? Đấy. Còn trong trường hợp xấu nhất mình không có gì, mình không có con, không có vợ, không có chồng, không có tiền, mình vẫn hạnh phúc. Có tiền mình hạnh phúc hơn. Đúng không ạ? Có rất nhiều người không có tiền thì quay ra đau khổ. Không, không có tiền vẫn phải hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc nó sẽ gì ạ? Nó sẽ hút về mình những cái sự hạnh phúc. Còn mình đau khổ thì hút về mình những cái sự đau khổ. Đúng không ạ? Nhà Phật nói rồi, mình phải biết gì ạ? Mình phải biết buông bỏ, mình phải biết gì ạ? Chấp nhận những gì mình đang có. Đúng không? Những gì mình đang có để làm gì ạ? Để mình hạnh phúc, để hạnh phúc để làm gì ạ? Để mình hút về những cái người hạnh phúc xung quanh mình hút tiền bạc về mình. Mình phải hạnh phúc thì mình mới hút được chứ. Đúng không ạ? Mình mà cau có khó chịu tiền nó ra đi luôn ấy. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em cảm thấy hạnh phúc ngay bây giờ? Và ngay bây giờ mình cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi. Đấy. Và nếu như mà có cái đồ ăn trưa nay mà có đồ ăn ngon nữa thì mình hạnh phúc hơn. Còn không có đồ ăn thì mình ăn mì tôm mình vẫn hạnh phúc. Đúng không ạ? Anh chị em thấy mình sung sướng, mình được ngồi đây mình nghe những cái lời này, nó mình đã có internet để mình vào, mình có điện thoại, mình có máy tính để mình vào, nó là hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Đó, thế là hạnh phúc rồi. Thế còn có những cái điều mà mình mong muốn thì hạnh phúc hơn, còn không có không sao cả, vẫn hạnh phúc bình thường, đúng không ạ? Cho nên để mà xây dựng những cái mối quan hệ hoàn hảo thì hãy trở thành cái người truyền cảm hứng cho người khác. Việc đầu tiên mình phải là người truyền cảm hứng cho người khác. Đừng nói rằng tôi chỉ có thế thôi, tôi không biết làm việc này, tôi không biết làm việc kia. Mình nói như vậy tức là mình ngăn cản cái sự phát triển của mình. Và khi mình ngăn cản sự phát triển của mình thì người kia họ cũng sẽ gì ạ? Họ sẽ không được truyền cảm hứng từ mình. Đúng không ạ? Mình không có sự nỗ lực, mình không có sự cố gắng trong công việc. Người kia họ bảo là chứ ở với con này, ở với thằng này chẳng thấy phát triển lên tí nào. Thế thôi đi tìm con khác, tìm thằng khác phát triển hơn. Đúng không ạ? Cho nên là việc của mình đó là mình phải cố gắng nỗ lực hàng ngày để mình trở thành cái người truyền cảm hứng cho người khác. Ok không ạ? Và sau đó thì mình tìm cái người nào đó mà gì ạ? Họ truyền cảm hứng cho mình. Một là mình xây dựng, mình build, mình tạo ra cái con người đó. Hai là mình tìm cái con người đó. Thế thôi. Có hai cách đấy thôi mà. Một là mình tạo ra, hai là mình tìm cái người mà nó có sẵn cái điều đấy rồi. Đúng không ạ? Đó. Nếu mà mình đủ sức mình tạo ra thì hãy tạo ra. Nếu mình không đủ sức thì đi tìm. Thế thôi. Ví dụ như này, chị em phụ nữ bây giờ có hai cách, một là tìm đại gia. Thế là mình thành gì ạ?
thành đệ nhất phu nhân. Hai là mình gì ạ? Tạo ra thằng đại gia. Đấy, có câu chuyện vui như này. Ông Tổng thống Obama và bà Michelle Obama, hai vợ chồng mới đi ăn ở một cái quán ăn. Thế thì bà Obama mới phát hiện ra là cái ông chủ quán ăn đấy là người yêu cũ. Thì ông Tổng thống Obama ông ấy trêu: "Và nếu ngày xưa mà em mà lấy anh này thì bây giờ em đã thành phu nhân của đầu bếp của chủ quán ăn." Thế thì bà Michelle Obama bà mới nói lại, bà bảo là: "Nếu mà ngày xưa mà em lấy ông đầu bếp này thì ông ấy bây giờ ông đã là tổng thống rồi." Anh em thấy câu chuyện này không ạ? Rất là thú vị. Đó. Thế thì ở đây đó là gì ạ? Là người vợ là người truyền cảm hứng cho người chồng. Tại sao nói là gì ạ? Tất đứng phía sau ở những người đàn ông vĩ đại là những người phụ nữ vĩ đại. Tại sao ạ? Bởi vì không có người phụ nữ vĩ đại thì ai là người truyền cảm hứng cho những người đàn ông để họ gì ạ? Để họ xông pha, để họ làm những việc lớn lao. Cái người phụ nữ ở phía sau mà không vĩ đại, mà suy nghĩ tủn mủn, suy nghĩ là gì ạ? Nhỏ bé, lúc nào cũng sợ chồng mình là sẽ gì ạ? Sẽ đi ra ngoài, sẽ lăng nhăng, sẽ ngoại tình, sẽ sợ mất chồng, lúc nào muốn giữ chồng ở bên cạnh mình. Thì làm sao mà giúp cho người đàn ông mình trở nên vĩ đại? Mà không giúp người đàn ông của mình trở nên vĩ đại thì làm sao mình ngưỡng mộ anh ta? Làm sao mình là gì ạ? Là mình lại trân trọng anh ta? Mà mình không trân trọng, mình không ngưỡng mộ anh ta thì làm sao mà gì ạ? Là xây dựng được mối quan hệ hoàn hảo. Có đúng không ạ? Đó, cho nên là gì ạ? Là người vợ phải là người truyền cảm hứng cho chồng, để chồng gì ạ? Xông pha, để chồng làm những cái việc lớn lao. Chứ không phải là gì ạ? Lanh quanh bắt chồng gì ạ? Ở nhà cho nó an toàn. Bởi vì cái người đó là cái người cảm thấy là gì ạ? Là mình không xứng đáng, mình không tự tin. Cho nên là gì ạ? Cho nên là mới sợ hãi rằng mất cái người chồng đó. Khi nào mình hạnh phúc ở bên trong, kể cả là hai người truyền cảm hứng cho nhau nhé, ngưỡng mộ yêu thương người kia nhé, nhưng hạnh phúc vẫn là gì ạ? Là do mình quyết định. Tức là gì ạ? Nếu mà anh không hạnh phúc với tôi, nếu mà anh không vui thì anh đi thôi. Tôi vẫn hạnh phúc bình thường. Không có chồng, mình vẫn hạnh phúc bình thường. Thực sự nhé, chứ không phải là với một cái tinh thần gọi là cay nghiệt nhé. Thôi, anh đi thì anh đi khuất bắt tôi đi. Đấy, cái kiểu đấy thì nó lại kiểu là cay nghiệt. Mà ở đây đó là gì ạ? Là không có chồng, không có người yêu, mình vẫn hạnh phúc với những gì mình đang có. Và chính cái điều hạnh phúc đấy của mình, nó lại hút cái người chồng, người vợ của mình về với mình. Chứ không phải là anh đi đến 10 giờ là anh phải về nhá, đi nhậu nhẹt gì mà đến là nhậu với con nào, lại đi với con nào, thế này thế kia. Nó bắt đầu là kiểm soát, bắt đầu là đai nghiến. Thì làm sao ạ? Nó tạo một không khí ngột ngạt trong gia đình. Và người đàn ông đó làm sao ạ? Nó họ chán, họ lại gì ạ? Họ lại không vui, họ lại tìm cách họ ra đi. Họ cứ ra ngoài, họ vui, về nhà họ lại chán. Họ về nhà lại nhìn cái con mặt, cái con vợ gọi là bà khọm ở nhà lại cau có khó chịu. Thế là họ lại tìm cách họ đi ra ngoài. Nên là thành ra là lỗi của mình. Đúng không? Nếu mà mình là người vợ hoặc người chồng như vậy thì là lỗi của mình. Đúng không ạ? Cái người mà gì ạ? Người ta bảo là cái gì của mình thì nó mãi là của mình. Nếu như mà mình, nó không phải của mình thì mình giữ cũng chẳng được. Cho nên là vạn sự tùy duyên. Kể cả nhé, có những người đàn ông họ ra ngoài, họ cũng có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Những người phụ nữ mà gọi là bản lĩnh, tỉnh táo thì làm sao ạ? Thì không bao giờ giữ đàn ông vì những cái việc đó. Bởi vì cái thuộc tính của đàn ông đó là gì ạ? Thuộc tính là thuộc tính gọi là gieo hạt. Tức là nó có thể đi gieo khắp nơi. Nhưng phụ nữ là cái người mà nhận cái hạt đấy, là cái mảnh đất nhận cái hạt đấy, thì phải nhận cái hạt giống tốt. Cho nên phụ nữ thì chỉ nhận một hạt thôi đấy, một loại hạt thôi. Nhưng mà chọn, như phụ nữ có quyền lựa chọn, chọn cái hạt giống tốt nhất để mà gì ạ? Để mà cho nó gieo. Còn đàn ông thì nó gieo khắp nơi, trúng được mảnh nào thì lên mảnh đấy, còn không trúng thì cũng chẳng sao. Đấy là cái gọi là bản năng từ thời nguyên thủy rồi. Cho nên chẳng có gì mà khi mà chị em phụ nữ mà yêu cầu đàn ông của mình họ phải trung thủy, phải thế này, phải thế kia. Đàn ông đi ra ngoài nó nhìn gái cứ cau có khó chịu. Nó không nhìn gái mới là vấn đề, nó nhìn trai mới là mệt ấy. Đúng không anh chị em? Đấy. Hoặc nó lại còn không, bởi vì đàn ông ấy mà nó có cái tính mạnh mẽ, là cái hormone testosterone của đàn ông ấy là cái hormone của nam tính. Bây giờ cái thằng đàn ông nam tính manly mà lại không nhìn gái, mà lại không ngó gái, mà lại nhìn gái mà lại thờ ơ, lại như là nhìn cục đất ấy thì hỏng rồi.
đúng không ạ? Nó lại quay ra nó thích trai là mệt đấy, đúng không? Cho nên là gì ạ? Là chị em thấy đàn ông ra ngoài mà ngắm gái là chuyện bình thường, mà nếu mà anh em mà thấy chị em mà ngắm trai 6 múi nó bình thường, chẳng có cái gì cả. Người ta thích cái đẹp, con người ta là hướng tới cái đẹp, cái sự phát triển. Bây giờ mình ngăn cản cái sự phát triển của họ, thế là gì ạ? Thế là mình lại không truyền cảm hứng cho họ nữa rồi, đúng không? Chị em phải mong muốn cái đẹp, nhìn chị em nhìn gái xinh có đấy, có thích không? Chị em nhìn hoa hậu chị em có thích không? Thích mà, chị em còn thích nữa thì đàn ông. Đàn ông càng máu gái càng giàu, thật đúng luôn. Không, tất nhiên nó còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mà ít nhất là cái hormone đàn ông ở bên trong ấy là cái hormone mạnh mẽ. Mà bây giờ mình cấm cái hormone đấy nó gì ạ? Nó phát triển thì tức là gì ạ? Mình cấm cái người đàn ông mình mạnh mẽ. Mà cấm cái người đàn ông mình mạnh mẽ thì hỏng rồi. Mà mình biến biến chồng mình thành con mình rồi. Mà biến chồng mình thành con mình thì là hỏng rồi. Đúng không anh chị em? Và đấy là những sai lầm rất lớn của rất nhiều người phụ nữ. Và họ cứ mong muốn đàn ông phải thế này phải thế kia, trong khi họ lại huấn luyện đàn ông của mình giống như con mình, đó là gì ạ? Đi 10 giờ là phải về nhé, ăn cơm ở nhà nhé, phải thế này phải thế kia nhé. Thế cuối cùng là mình gì ạ? Mình biến chồng mình thành con mình. Và sau đấy thì làm sao ạ? Sau đấy thì mình mất cái người đàn ông đó. Sau đó mình đổ lỗi cho họ là họ thế này họ thế kia, nhưng thực ra đấy là gì ạ? Do sự yếu kém của mình, do mình yếu kém cho mình không biết cách để truyền cảm hứng, để huấn luyện họ. Đấy. Ví dụ như là phụ nữ chẳng hạn là phải làm đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Rất nhiều ông chồng mà làm đẹp đi đâu, làm đẹp cho thằng nào nhìn, làm đẹp làm gì, đi ra ngoài làm gì phải phải son, đi ra ngoài làm gì mà phải phải quần áo phải điệu đà thế, mua quần áo gì mà mua lắm thế, mua mua mỹ phẩm gì mà mua nhiều thế, cứ suốt ngày lải nhải như vậy thì làm sao người phụ nữ họ họ được thể hiện cái hormone nữ tính của họ, đúng không ạ? Đấy, ngày xưa khi mà yêu thì làm sao ạ? Yêu vì vẻ đẹp, mà bây giờ vợ làm đẹp thì lại quay ra gì ạ? Lại quay ra giếc móc, lại quay ra chửi bới, lại quay ra lại nghi ngờ. Thế là gì ạ? Là mình không còn như ngày xưa nữa rồi, mình không còn giống như lúc yêu nữa rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc đấy mình sở hữu rồi. Mình sở hữu rồi thì cần gì phải đẹp? À, đẹp để đi thả thính cho thằng nào. Đúng không ạ? Đấy. Bây giờ nhìn vợ mà chụp một cái ảnh mà đăng lên trên mạng mà gì ạ, đăng một cái câu thả thính một phát thì lại ghen tuông. Ấy già, ngày xưa nó vẫn làm thế có sao đâu, bây giờ nó làm thế lại quay ra ghen tuông, tức là gì ạ? Là mình sở hữu người ta, cho nên là mình gì ạ? Mình bắt người ta phải làm những thứ là gì ạ, là theo mình, tức là nhốt họ trong cái lồng kính mà chỉ có một mình sở hữu thôi, đúng không ạ? Cho nên là nếu mà nhìn thấy vợ hoặc chồng mình đăng những cái hình ảnh đẹp lên trên mạng, mình phải gì ạ? Mình phải ủng hộ. Đấy. Mình ủng hộ người ta thì người ta mới ủng hộ mình chứ, đúng không? Đấy. Mình phải cho họ làm cái việc họ muốn thì mình mới được làm cái việc mình muốn chứ. Bây giờ mình cứ ngăn cản, mình cứ cấm người ta thì làm sao mà người ta làm cái việc cho mình làm cái việc mình muốn được. Đó. Cho nên là gì ạ? Là mình hiểu phụ nữ họ nghĩ gì, hiểu đàn ông họ nghĩ gì. Đàn ông thì nó có cái não, nó gọi là não đơn, tức là với đàn ông ấy thì mỗi một cái phần cuộc sống nó là một cái hộp riêng biệt, nó không liên quan với nhau. Nhưng phụ nữ thì sao ạ? Là tất cả những cái phần này nó lại gì ạ? Nó lại liên quan với nhau. À, cái việc mà anh mà gì ạ, là đi ra ngoài về muộn này, chứng tỏ là anh có bồ, và điều anh có bồ chứng tỏ anh không còn yêu tôi nữa, anh không còn yêu tôi nữa chứng tỏ là anh ghét tôi rồi, anh ghét tôi rồi chứng tỏ là anh sẽ thế này thế kia, bắt đầu là suy luận lung tung ấy, rồi là những cái chuyện ngày xưa là gì ạ, cũng đem ra để kể. À, tôi nhớ rồi, cách đây mấy năm rồi, ngày xưa lúc mà anh cũng có cái dấu hiệu như này, chứng tỏ cái hồi đấy anh cũng gặp bồ. Ôi dồi ôi, thôi xong rồi. Đấy là phụ nữ. Và đàn ông bảo sao mà nghĩ nhiều thế nhỉ, có mỗi cái chuyện còn con nó đi về muộn thế rồi đã giải thích rồi mà không nghe này, con cứ đi xuyên tạc, nó đi suy luận lung tung. Thế bây giờ bà xuyên tạc thì ok tôi đi, tôi ngoại tình cho bà xem. Tức là gì ạ? Tự nhiên cái người phụ nữ là gì ạ? Đào tạo cho người đàn ông đó là gì ạ? À, suốt ngày bảo gì ạ? Hôm nay anh đi với con nào? Đấy, mà không có đi con nào không? Ngày mai mà anh hôm nay anh đi con nào? Hôm nay anh đi ngoại tình đúng không? Hôm nay lại đi ném phén đúng không? Hôm nay lại thế này thế kia đúng không? Thế thì cái người đàn ông rất là chung thủy. Nhưng mà gì ạ? Họ được huấn luyện giống như là NLP anh chị em, tức là gì ạ? Nó tự kỷ ám thị, nó là ngoại tình, nó là gì ạ? Lén phén, nó là đi con này đi với con kia. Thế thì đàn ông thì nó là thuộc tính của nó là gì ạ? Nó là thuộc tính đi gieo hạt rồi. Thế là
nó lại được gieo vào trong đầu nó, đó là gì ạ? Là mày phải gieo hạt đi, bởi vì vợ mày muốn thế. Bởi vì cái thằng tiềm thức nó rất là ngu, nó không biết là mình muốn hay vợ mình muốn, nó chỉ nghe được những cái câu đấy nói nhiều như vậy thì nó gì ạ? Nó sẽ hành động như vậy, và đến một ngày đẹp trời thì có đủ điều kiện thì nó nảy mầm thế thôi. Đúng không ạ? Đấy, nó chỉ có không đàn ông không ngoại tình chỉ vì nó chưa có cơ hội thôi. Nếu có cơ hội thì nó ngoại tình ngay. Đấy. Thế là mình kiểm soát làm sao được? Mình kiểm soát không hết được. Thế mình kiểm soát làm cái gì nữa? Thay vì mình kiểm soát mệt mỏi đau khổ thì làm sao ạ? Hãy làm cho mình xinh đẹp lên để làm gì ạ? Để mình hạnh phúc. Và khi mình hạnh phúc rồi thì làm sao ạ? Không có chồng này gì ạ? Là tôi kiếm thằng chồng khác ngon hơn, tội gì? Tại sao? Why not? Đúng không? Đấy. Thế mình cứ là gì ạ? Mình cứ đau khổ cuối cùng là gì ạ? Mình không tự chủ về mặt kinh tế, không kiếm được tiền thì mình mới gì ạ? Sợ mất. Sợ mất chồng bởi vì sao ạ? Bởi vì mình mất gì ạ? Mất giá trị. Có thế thôi. Bởi vì thằng chồng nó đang cung cấp tiền cho mình, cho nên là gì ạ? Là mình cần nó. Thế bây giờ nếu mà cái thằng chồng không cung cấp tiền cho mình mà cũng không cung cấp tình cảm cho mình, cũng không cung cấp cho mình những cái lời yêu thương mà không làm cho mình cảm thấy an toàn thì làm sao? Thì búng tay tìm thằng khác chứ tội gì, đúng không ạ? Khi mà vợ chồng ở với nhau ấy chỉ đơn giản nó là giá trị. Anh chị em cứ bảo là tình yêu, xin lỗi, không có tình yêu. Tình yêu lúc mà gì ạ? Lúc mà yêu thôi, chứ còn khi mà vợ chồng ở với nhau nó là giá trị. Mà thực ra kể cả là gì ạ? Kể cả yêu thì nó cũng là giá trị. Tất cả mọi thứ đều là giá trị hết. Nếu mình không có giá trị với người ta thì người ta bỏ mình, đừng nói lý do tại sao. Và những cái người họ buồn ấy bởi vì sao ạ? Bởi vì họ giận chính bản thân họ, bởi vì họ không có giá trị, được không ạ? Giá trị là gì ạ? Giá trị được được tính ở các cái khía cạnh sau. Thứ nhất, ở đây đang nói là vợ chồng hoặc là người yêu nhé, thì nó có mấy cái giá trị với nhau như sau. Giá trị thứ nhất đó là gì ạ? Giá trị về mặt tình cảm. À, có người quan tâm chăm sóc mình đấy, để ý đến mình, yêu thương mình, đấy là giá trị về mặt tình cảm, về mặt yêu thương, được chưa ạ? Giá trị số 2 đấy là giá trị về mặt tiền bạc. À, mình ở với người đó thì mình cảm thấy yên tâm hơn về mặt tiền bạc, tức là có người góp tiền với mình cùng xây dựng cuộc sống, được chưa ạ? Đấy, nếu mà mình chia tay họ thì mình sẽ bị mất cái số tiền này, mất cái này, mất cái kia về tài sản, về tiền bạc. Thì là đấy là gì ạ? Giá trị số 2 tiền bạc. Giá trị số 3 đấy là giá trị về việc gọi là tình dục. Đấy, mình yêu một người nào đó thì mình cũng mong muốn là gì ạ? Là có cái là quan hệ sex, tình dục. Nó là một cái gọi là nhu cầu rất là bình thường, nó gọi là nhu cầu sống, nhu cầu căn bản của con người, ăn uống ngủ nghỉ, quan hệ tình dục, đấy là chuyện bình thường, không có gì là ghê gớm mà anh chị em mà phải xấu hổ nhé. Những cái người nào mà xấu hổ là những cái người đầu óc rất đen tối, được không anh chị em? Khi mà nhắc đến chuyện đấy mà mình cảm thấy là xấu hổ là mình đầu óc rất đen tối, được chưa ạ? Rồi, cái yếu tố số 4 về mặt giá trị đó là về mặt là con cái. Bởi vì chúng ta biết rồi, sinh con đẻ cái nó là một quy luật tự nhiên mà chúng ta sống theo tự nhiên thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái. Cho nên là gì ạ? Có chồng có vợ vì là gì ạ? Vì con vì cái. Cho nên rất nhiều người sống vì con cái là vậy, đúng không ạ? Đấy. Sống cuộc sống không hạnh phúc nhưng mà vì con cái mình vẫn phải chấp nhận. Đó là như vậy. Cái giá trị tiếp theo nữa, đấy là giá trị là gì ạ? Xây dựng mối quan hệ khác, ví dụ như là vợ bố mẹ anh chị em họ hàng hàng xóm láng giềng. Đấy, đấy là cái giá trị số 4, đấy là cái người chồng người vợ của mình giúp cho mình đạt được cái điều đó. Cái giá trị số 6 nữa, đấy là giá trị về sự học tập và phát triển bản thân. Cái người vợ người chồng mình giúp cho mình học tập và phát triển, tu thân, giúp cho mình trở thành cái con người tốt hơn. Thế thì bây giờ mình ngồi mình đếm lại xem là, thứ nhất, người ta có yêu thương mình không? Người ta có cho mình những cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc hay không? Có hay không ạ? Nếu mà có thì gạch vào sổ một sao. Người ta có hỗ trợ cho mình mặt tài chính không? Nếu mà mình mất họ thì mình có gặp vấn đề thì về tài chính không? Nếu mà có thì cho một sao nữa, không có thì bỏ qua. Tiếp theo nữa là về sách. Họ có, tức là mình có quan hệ với họ không? Hai người có quan hệ với nhau không? Và nếu mà quan hệ thì có vui, có hạnh phúc, có thỏa mãn hay không? Nếu mà có thì một sao, nếu mà không thì bỏ qua.
Tiếp theo nữa là về con cái, họ có cho mình những đứa con tuyệt vời không, đúng không ạ? Chỉ cần họ gọi là gieo giống cho mình có đứa con là thành công, là hạnh phúc rồi. Ít nhất có một giá trị đấy là thành công, là hạnh phúc và biết ơn họ rồi, được chưa ạ? Không cần biết là họ có nuôi con hay không, không cần biết họ quan tâm hay không, không không cần biết, được chưa ạ? Nhé, kể cả là vợ đã đẻ con cho mình, sau đó mình nuôi, một mình nuôi, vợ đi với thằng khác kệ, không vấn đề, biết ơn cô ấy, bởi vì nhờ cô ấy mà mình có đứa con tuyệt vời, được không ạ? Rồi, cái cuối cùng đấy là về gì ạ? Về tất cả các mối quan hệ khác, hoặc là về về công danh sự nghiệp, về những cái thứ mà mối quan hệ bên ngoài, là cô ấy có hoặc là anh ấy có đối nhân xử thế có tốt với gia đình hai bên nhà mình không, có giúp cho mình cảm thấy nở mày nở mặt khi mà đi ra ngoài nói chuyện với bạn bè hay không. Nếu mà có thì một sao, còn không thì không sao. Rồi, bây giờ anh chị em sau 6 cái yếu tố như vậy thì anh chị em đánh giá xem là mối quan hệ của mình hiện nay này, nó được mấy sao. Comment cái số sao của anh chị em vừa mới viết xuống. 5 sao. Ồ, tuyệt vời, chúc mừng bạn Thanh Minh. Sơn Thủy, 5 sao, ngon. Rồi. Tuyệt vời, tiếp tục ạ. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. 5 sao. Ui, quá tuyệt vời. Xin chúc mừng anh chị em. Nếu anh chị em nào có từ 1 sao trở lên nhé, anh chị em nào có từ 1 sao trở lên ấy, việc đầu tiên của mình là gì ạ? Hãy biết ơn họ. Từ 1 sao trở lên, hãy biết ơn họ. Có nhiều người cứ bảo, ui chồng tôi thế này, chồng tôi thế kia, rồi là ông ấy chẳng làm ra tiền, xong nó lại vô công rồi nghề, rồi là vô dụng thế này thế khác. Nhưng cái gì? Họ rất là quan tâm chăm sóc mình. Trên giường họ làm mình rất là thỏa mãn, họ lại rất là yêu thương con cái của mình, họ lại đối nhân xử thế với bố mẹ gia đình hai bên rất là tuyệt. Và thế là được, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà hơi vô dụng, không kiếm được tiền. Thế mình quay đi suốt ngày mình chửi mắng chồng mình, suốt ngày mình quay ra mình đi đi tiếp chồng mình, thay vì mình biết ơn họ thì mình quay ra mình chỉ trích, mình chửi mắng chồng, đi đâu mình than phiền chồng tôi thế này, chồng tôi thế kia. Thế bảo bỏ thì không bỏ, cứ bảo bỏ thì không bỏ, thế nhưng mà suốt ngày than. Nó được 5 sao rồi mà vẫn cứ than, lạy các ông lạy các bà, sao mà tham thế, đúng không? 1 sao trở lên là hãy biết ơn họ. Rồi anh chị em khác thì không comment à, không có sao nào à? Không sao cũng được, comment xuống là không sao. Những người nào nếu mà không sao rồi thì việc của mình là gì anh chị em? Nếu như mà họ không có giá trị gì với mình, hoặc mình không có giá trị gì với họ, thì việc của mình là gì ạ? Bỏ, đúng rồi. Đơn giản vô cùng, nếu như không còn giá trị nữa thì bỏ nhanh và luôn. Không cần phải nghĩ nhiều. Bỏ nhanh và luôn, càng sớm càng tốt. Nách cho nhanh. Đúng không chị Giang Nam? Nách trong mình cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, cảm thấy sung sướng và mình nghĩ mà tại sao mình không làm điều này sớm hơn nhỉ? Đúng không? Và đôi khi mình bỏ, nếu mà người 1 sao 2 sao mình bỏ, khi mình lại được người ngon hơn thì sao, đúng không ạ? Anh chị em biết cách là xây dựng 7 cái cấp độ, 7 cái giai đoạn, 7 cái trạng thái về xây dựng mối quan hệ hoàn hảo rồi ạ. Và anh chị em biết là chọn lựa cái người như thế nào, tức là cái không cần biết là cái người đấy nó cao giáo hay như nào, quan trọng nhất là họ cho mình 6 cái giá trị này. Tức là ví dụ như là tại sao mình thích chân dài, tại sao đàn ông thích chân dài, tại sao ạ? Tại sao đàn ông thích gái đẹp, tại sao ạ? Có mấy lý do. Thứ nhất đấy là chân dài ấy, thì thường ấy, thường là chân dài thì nó sẽ trong cái quan hệ nam nữ, trong quan hệ tình dục ấy, thì chân dài nó sẽ có cái cảm xúc, cảm giác nó sướng hơn, nó sung sướng hơn đấy. Cái thứ hai là những cái cô mà chân dài ấy, thì thường ấy là chân dài thì thường là hông to, mà hông to thì dễ đẻ, cho nên là mình nghĩ về con cái nên mình chọn chân dài. Tại sao đàn ông thích mông to là vậy, đúng không? Thứ ba là chân dài mà xinh đẹp ấy thì đi ra ngoài mình cảm thấy sang, người ta gọi là đàn ông sang vì vợ, giàu vì bạn, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ?
đi ra ngoài là mình được tự hào, mình cảm thấy sung sướng. Cho nên chân dài một phát là có ba giá trị rồi. Chưa biết về mặt kinh tế như nào, chưa biết về mặt đối nhân xử thế với bố mẹ gia đình hai bên như nào, chưa biết là cô ấy yêu thương mình như nào, nhưng ít nhất là có ba cái giá trị đấy thôi. Với bản chất vấn đề là như vậy anh chị em nhé. Ở đây là mình đang phân tích rất bản chất, rất là sâu về gốc rễ, đúng không ạ? Mình phân tích tất cả mọi thứ, nó bóc tách ra hết, tất cả nó là giá trị thôi. Nếu như mà mình không có giá trị thì cô ấy không thích mình. Thế thì để mình là gì ạ? Mình có thể yêu được chân dài, yêu được hot girl thì mình phải là gì ạ? Mình phải đại gia, mình phải cung cấp tiền cho cô ấy. Cô ấy không có tiền thì mình cung cấp tiền cho cô ấy. Cô ấy thiếu cái điều đó, đúng không ạ? Mình phải là cái người thành công, người nổi tiếng để họ đi với mình, họ cảm thấy tự hào, đúng không ạ? Họ cũng có nhu cầu đấy, mình cũng phải có giá trị với họ như vậy. Rồi mình cũng phải yêu thương người ta, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Rồi trên giường mình cũng phải khỏe. Người ta bảo là gì ạ? Đàn ông là phải cứng chỗ đó, có chỗ đứng và cứng chỗ đó, đúng không ạ? Có chỗ đứng là sao ạ? Có chỗ đứng tức là sẽ có tiền và sẽ có địa vị. Mà có tiền có địa vị thì người ta sẽ được có hai cái giá trị. Một là gì ạ? Có tiền. Hai là có gì ạ? Có sự tự hào. Khi mà đi với người đàn ông có địa vị thì họ cảm thấy tự hào, đúng không ạ? Rồi cứng chỗ đó thì sao? Chứng tỏ sức khỏe tốt. Cái chuyện chăn gối là tốt. Có rất nhiều người gì ạ? Giàu có, đàn ông rất là giàu có địa vị, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà yếu cái chỗ đó thì làm sao ạ? Nó vẫn bỏ như thừa, đúng không nhỉ? Vẫn bỏ như thừa. Rất nhiều chị em rất xinh vẫn bị chồng bỏ, vợ bỏ, bởi vì sao ạ? Vì vì không có đáp ứng được chồng ở trên giường, cho nên là chồng nó vẫn đi ra ngoài nó tìm gái. Bản chất vấn đề là như vậy. Ở đây là chúng ta phân tích về mặt gọi là học thuật, cho nên là chúng ta đừng nghĩ những cái xấu, đúng không ạ? Những người em Huy bảo rồi, cái người nào mà khi mà nhắc đến chuyện đấy mà đỏ mặt mà xấu hổ là những người đấy là những người mà thèm cái chuyện đấy, mà những người mà suy nghĩ đen tối, hay suy nghĩ đen tối thì cứ nhắc đến chuyện đấy là đỏ mặt. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng động đến chuyện đấy mà mình không đỏ mặt nữa thì chứng tỏ là mình rất là trong sáng và rất là nghiêm túc. Thì comment là tôi phát này. Thử xem là cô nào đỏ mặt không dám comment tôi đâu mà. Comment tôi thế này. Ở đây là mình đang nói về học thuật, về lý thuyết thôi, được không ạ? Đấy, ok không ạ? Đó, những cái người mà ví dụ như chị em mà chưa lấy chồng, chưa lấy vợ rất là ngại khi mà nhắc đến chuyện đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ thèm cái chuyện đấy, họ xấu hổ, bởi vì sao ạ? Họ thèm nghiện mà còn ngại. Đó, ok không ạ? Chứ còn cái người mà họ biết hết rồi thì họ lại chẳng ngại nữa. Không biết thì bắt đầu tưởng tượng, trong đầu tưởng tượng rất nhiều những cái thứ xấu xa, cho nên bắt đầu mới xấu hổ, mới đỏ mặt, mới thế này thế kia. Còn cái người mà họ đã biết hết rồi, họ chẳng có gì xấu hổ, chẳng có gì đỏ mặt. Đấy là cái suy nghĩ ở bên trong, cái tiềm thức bên trong nó nghĩ. Mình không biết đâu. Ở bên ngoài mình chỉ nhìn thấy cái trạng thái bên ngoài thôi. Ok không ạ? Đó. Thế thì đấy là chúng ta đã biết được cách để xây dựng các mối quan hệ hoàn hảo, làm sao để nâng cái cấp bậc của mình từ dưới lên trên. Còn cái người mà gì ạ, ở cái giai đoạn, cái trạng thái số 1 đó là gì ạ? Đang cô đơn mà không mong muốn tìm một cái mối quan hệ mới, hoặc là mình còn đang hận thù, mình còn đang không thoải mái, mình đang không sẵn sàng để đón nhận một cái mối quan hệ mới, thì làm sao? Thì những người này là những người có tư duy cực, nó gọi là có những cái vấn đề cực kỳ lớn ở trong cái gọi là tư duy của mình. Và họ có những cái vết thương rất là sâu. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải thiền để mà gì ạ? Để mà giải tỏa những cái cảm xúc ở bên trong của mình. Và sau khi mình giải được những cái bài toán đó thì mình sẽ bước lên từ giai đoạn 1 lên giai đoạn 2. Tức là từ giai đoạn mà căm thù cái đàn ông hoặc phụ nữ, hoặc từ cái việc mà mình không sẵn sàng đón nhận mối quan hệ mới, sang cái trạng thái là số 2. Và trạng thái số 2 mà anh chị em đã biết được cái bài ngày hôm nay thì anh chị em là tuyệt vời. Xin chúc mừng anh chị em số 2. Số 2 là những người cực kỳ tuyệt vời. Những anh chị em nào mà số 5, số 6 rất tuyệt vời. À, số 6, số 7 rất là tuyệt vời. Được không ạ? Đó. Những người nào đang ở số 6, số 7 xin chúc mừng anh chị em. Còn những người là số 3, số 4, số 5 thì sao ạ? Thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Bởi vì số 3, số 4, số 5 ấy, đó là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ rất là mệt mỏi, rất là đau khổ và cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Và việc đầu tiên là chúng ta không phải thay đổi cái người kia của mình, đối tác của mình, và
cái lúc mà chúng ta đang ở số 2, số 3, số 4, số 5 ấy, kể cả số 2 nhé, số 2 chúng ta đang chưa tìm được cái người nào đó bởi vì chúng ta chưa có giá trị. Việc của chúng ta đã phải trở nên có giá trị hơn. Nếu là phụ nữ, chúng ta phải xinh đẹp hơn, chúng ta phải có kỹ năng điêu luyện hơn ở trên giường, chúng ta phải quan hệ, à chúng ta phải 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 tình cảm, phải phải quan tâm, phải yêu thương cái người đó. Thay vì là chúng ta chờ họ yêu thương mình thì mình yêu thương họ trước đi, đúng không ạ? Chúng ta phải là cái người đối nhân xử thế tuyệt vời để bố mẹ, anh chị em, gia đình hai bên đều phải yêu quý mình. Mà không chỉ anh chị em hai gia đình hai bên đâu, tất cả những người khác gặp mình họ đều yêu quý mình, kể cả người bảo vệ đến người ăn xin, cho kể cả cái người quét quét vườn, kể cả cái người quét rác, cho đến cái người mà gì ạ, shipper, tất cả mọi người mình đều phải gì ạ, mình đều phải là trân trọng họ, đều phải biết ơn họ, đều phải yêu quý họ, đều phải đối xử với họ giống như là những cái người mà trên mình. Mình cái cách mà mình đối xử với những người kém mình ấy thì đấy là cái con người của mình. Còn cách mình đối xử với những người trên mình ấy, đấy là gì ạ? Đấy là cái lợi dụng của mình. Đó. Nhưng mà mình đối xử với những người thấp hơn mình thì mới thể hiện ra con người của mình. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Là cái giai đoạn từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 ấy là chúng ta phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Đấy. Và chúng ta phải tu thân nhiều hơn. Chúng ta phải rèn luyện bản thân mình nhiều hơn. Và đấy là lý do tại sao chúng ta phải học tập mỗi ngày. Tại sao chúng ta cần cái môi trường để học tập. Cần phải có những cái người đồng đội để học tập, để phát triển. Rất là cần một cái đội nhóm để cùng nhau phát triển, động viên nhau, hỗ trợ nhau. Đồng thời chúng ta cần những cái người thầy, những người mentor để chúng ta có thể tâm sự được, chúng ta có thể chia sẻ được những cái điều mà chúng ta không muốn nói cho ai biết. Và người đó họ sẽ biết được là chúng ta đang gặp lỗi ở đâu để chúng ta gì ạ? Để họ gỡ cho chúng ta cái lỗi đó. Và đấy là cái nhiệm vụ của Huy, đấy là cái thế mạnh của Huy, cái vai trò của Huy. Vai trò của Huy là Huy có thể là gì ạ? Tìm ra được cái lỗi ở trong tư duy của mỗi người, sau đó là đưa cho họ cái giải pháp để giúp cho họ vượt qua cái điều đó. Tuy nhiên cái phần đó là phần coaching, cái phần coaching này thì nó rất mất nhiều thời gian, cho nên riêng phần coaching đó là cái phần mà Huy sẽ thu tiền. Đó, là Huy sẽ gọi là coaching riêng một một thì sẽ cái phần đấy là sẽ có tiền, có thu tiền để mà rèn luyện, để mà giúp mọi người có một cái tư duy gọi là chuẩn hơn, chính xác hơn. Được không ạ? Đó, còn mình học ở đây thì chúng ta sẽ biết được cái lý thuyết để chúng ta tự sửa cho mình, tự thay đổi mình. Đấy, còn nếu mà chúng ta muốn được có cái người sửa cho chúng ta, bởi vì đôi khi chúng ta không tự nhìn được, chúng ta không nhận thức được chính bản thân mình, thì cái người khác họ nhìn rất là dễ, cái người ngoài họ nhìn rất là dễ, còn bản thân mình nhìn không được. Đó. Cho nên xây dựng mối quan hệ là một một cái module vô cùng quan trọng, cần thiết và rất là khó. Nhưng chúng ta biết là chúng ta làm được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi có thể làm được. Tôi hạnh phúc, tôi giàu có, tôi xứng đáng, đúng không ạ? Đấy. Và bao nhiêu anh chị em chúng ta vẫn đọc những cái câu này hàng ngày ạ? Bao nhiêu anh chị em chúng ta vẫn đọc câu này hàng ngày? Tôi biết ơn, đúng không ạ? Tôi chính trực, đúng không ạ? Tôi chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi, đúng không ạ? Tôi yêu thương bản thân và người khác. Tôi giàu có, tôi người bán hàng xuất sắc đỉnh cao, đúng không ạ? À, anh chị em thêm một điều nữa, thêm một điều nữa đó là gì ạ? Tôi là người hạnh phúc. Thêm một điều nữa đó là tôi là người hạnh phúc, đúng không ạ? Trong cái tuyên bố biết ơn của chúng ta thì chúng ta sẽ bổ sung thêm đó là tôi là người hạnh phúc. Đó, tôi là người có giá trị, được chưa ạ? Tôi là người hạnh phúc, tôi là người có giá trị, hoặc là tôi là người trao giá trị cho người khác. Tôi là người trao giá trị cho người khác. Được chưa ạ? Tôi là người có giá trị và tôi trao giá trị cho người khác. Viết thêm cái câu này nữa. Tôi là người hạnh phúc. Tôi là người có giá trị và tôi trao giá trị của mình cho mọi người hoặc cho người khác. Vậy là chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái câu nữa trong cái bài tuyên bố của mình. Và xin cảm ơn và xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta đã hoàn thành cái bài ngày hôm nay. Xin kết thúc cái buổi chia sẻ của Huy ngày hôm nay ở đây.